Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.top. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Khấu vấn tiên đạo của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch. Tập 338 chương 3371, tranh đoạt kịch liệt. Từ Huyễn Kiểm Châu, một đạo thanh quang bắn ra, Bảo Châu lập tức trở về màu sắc cũ kỹ, như chưa từng xảy ra chuyện gì. Chớp mắt sau, thanh quang hóa thành một viên ngũ lôi thiên tâm chính ấn, không hề dừng lại, lôi y bộc phát toàn bộ, trong nháy mắt giáng xuống vô số lôi điện oanh kích vào đại trận Bạch Hồng. Dưới sự trùng kích mãnh liệt của hào quang, cung điện cổ xưa và đại trận Bạch Hồng đều chịu tổn hại nghiêm trọng. Kết cấu của đại trận Bạch Hồng, đạo đạo Bạch Hồng tiêu tán hơn phân nửa, số còn lại cũng đa phần rạn nứt, lung lay sắp đổ. Đại trận nhiễm nhiên thủng trăm ngàn lỗ hổng, không thể tiếp tục che chở cung điện. Điện các liên tiếp sụp đổ, hủy diệt, may mắn còn sót lại đều có cấm chế bảo hộ. Nhưng so với cung điện cổ xưa lúc trước, mức độ hư hao hiện rõ sự khác biệt. Đối với Ti Hoàng, lần dị biến này thực sự lợi nhiều hơn hại. Hào quang không chỉ bức lui Định Viễn Hầu và đồng bọn, xoay chuyển tình thế, còn giúp y phá hư đại trận Bạch Hồng. Nếu không, dù cho Ti Hoàng mời đến Tần Tang, thi triển Huyễn Thiểm Châu, cũng chưa chắc có thể mở ra cổ điện, răng rắc thanh lôi xuyên qua khe hở giữa những tia Bạch Hồng. Thấy thanh lôi bắn về phía cổ điện, tất cả xảy ra trong chớp mắt. Thần thông của Đại Tế Ti Kỳ Dư tộc thất bại, lúc này muốn ngăn cản Tần Tàng đã muộn. Âm thanh lôi đánh trúng cửa chính cổ điện. Trong phút chốc, ánh xanh chói mắt, lôi quang bao phủ toàn bộ cổ điện. Cho dù bị hào quang ảnh hưởng, mọi người vẫn có thể cảm nhận được uy lực kinh khủng của lôi điện đang lan tỏa. Cấm chế cổ điện rung động kịch liệt, tạo cho người ta cảm giác như sắp sụp đổ, có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Một khi cấm chế bị phá, Tần Tàng sẽ không còn trở ngại nào để tiến vào cổ điện, bảo vật bên trong chẳng khác nào vật trong túi hắn. Thấy cảnh này, Đại Tế Ti Kỳ Dư tộc gầm lên giận dữ, được Định Viễn Hầu và một cao thủ khác toàn lực tương trợ, một đạo huyền quang xông phá mây vàng, cuối cùng thoát khỏi sự trói buộc của Vô Định Bát Cực Đồ. Đại Tế Ti Kỳ Dư tộc phá cục thành công. Định Viễn Hầu cùng một cao thủ khác bám sát phía sau, chỉ thấy trong khe hở mây vàng, hắc bạch phân minh, hai luồng sóng gợn mạnh mẽ lao về phía trước, nhưng bọn họ đã chậm một bước. Tất cả hy vọng đều đặt vào một mình Đại Tế Ti. Đại Tế Ti Kỳ Dư tộc không vội ngăn cản Tần Tang, hiện thân trên mây vàng, ba con mắt lóe tinh quang, bắn ra ánh sáng như thực chất, sáu đạo ngân mang giao hội giữa không trung, lấp lóe biến thành một thanh ngân đao. Ngân đao tinh xảo tuyệt đẹp, lưỡi đao hạ xuống, phóng ra vạn trượng đao mang, hung hăng chém về phía mây vàng. Đồng thời tiếng hét dài của Đại Tế Ti không ngừng vang vọng, tiếng gào thét kích thích thiên tượng dị biến, một vòng xoáy màu đen xuất hiện trong hào quang. Vòng xoáy xoay chuyển với tốc độ chóng mặt, đột nhiên một cái vuốt chim to lớn vươn ra, đầu ngón chân sắc bén như kiếm. Lựa chọn của gã không thể nghi ngờ là chính xác, chỉ cần nội ứng ngoại hợp giúp Định Viễn Hầu thoát khốn, bọn gã có thể ngăn cản Ti Hoàng và Thiếu Sư, mà gã chỉ cần đối phó với một mình Tần Tang. Cho dù Tần Tang thể hiện ra năng lực phi phàm, nhưng tu vi không thể giả tạo. Đại Tế Ti Kỳ Dư tộc mới là kẻ mạnh chân chính, ưu thế vẫn nằm trong tay bọn gã. Vòng xoáy màu đen như bị vuốt chim xé rách, tiếp theo là cái vuốt thứ hai vươn ra, vòng xoáy rốt cuộc vỡ tan, một con thần điểu ba đầu sáu đuôi xuất hiện. Thần điểu có hình dáng giống chim ưng, ánh mắt dữ tợn, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tần Tang như muốn lao tới bất cứ lúc nào. Nhưng ngay khoảnh khắc thanh lôi xuyên qua đại trận Bạch Hồng, Tần Tang bỗng dưng sinh ra cảnh báo, khi thanh lôi sắp đánh trúng cổ điện, bất an trong lòng hắn đạt đến đỉnh điểm. Hắn không chút do dự, không nhân cơ hội đoạt bảo, mà nhanh chóng rút lui. Hành động của Tần Tang khiến thần điểu sững sờ, do dự nhìn về phía cổ điện. Cấm chế bên ngoài cổ điện đã đến thời khắc sụp đổ. Đúng lúc này, đại trận Bạch Hồng lại xuất hiện biến hóa bất ngờ. Tất cả Bạch Hồng đồng loạt tan rã, hóa thành mây mù màu trắng, ngưng tụ thành một đám mây khổng lồ, lơ lửng trên đỉnh cung điện cổ, tản mát ra dao động cuồng bạo đến cực điểm. Cỗ dao động này giống như hồi quang phản chiếu của đại trận Bạch Hồng, bắt nguồn từ sự biến dị của cấm chế cổ điện, có lẽ là biến hóa cuối cùng của đại trận, cũng là cạm bẫy ẩn giấu sâu nhất, xuất hiện vào lúc đại trận gần như sụp đổ. Cổ điện sắp bị công phá, biến cố đột ngột khiến sắc mặt mọi người thay đổi, cảm nhận được nguy hiểm cận kề, đám mây trắng kia giống như một cái cối xay huyết nhục, có thể nghiền nát sinh mệnh của bất kỳ kẻ xâm nhập nào. Tần Tang âm thầm may mắn,
Nhìn thì thi triển Huyễn Thiểm Châu tấn công cổ điện có vẻ đơn giản, nhưng thực chất lại ẩn chứa vô số nguy hiểm. Cũng may hắn cẩn thận, cộng thêm việc hoàng tộc Ti U đã sớm phát hiện ra huyền cơ, đã phòng bị mới không trúng kế, nguy hiểm thường đi kèm với cơ hội. Tần Tang lựa chọn rút lui và lúc này đồng nghĩa với việc hắn chủ động từ bỏ bảo vật trong cổ điện. Đây chính là cơ hội cho đối thủ. Ánh mắt đại tế Ti Kỳ dư tộc bị cổ điện thu hút, gã đương nhiên biết cái gì quan trọng hơn, lập tức từ bỏ tấn công Tần Tang. Thần điều ba đầu vỗ cánh, thân ảnh liên tục lóe lên, để lại tàn ảnh trên không trung, lao thẳng về phía cổ điện. Ti Hoàng cũng luôn chú ý đến biến hóa của cổ điện. Nếu không có biến cố cuối cùng, hoàn toàn có thể để Tần Tang tiện tay lấy bảo vật. Dựa theo ước định trước đó, gặp phải tình huống như thế này, Tần Tang sẽ không mạo hiểm đoạt bảo, tiếp theo chỉ có thể dựa vào chính y. Ti Hoàng nhận ra sự biến dị của đại trận Bạch Hồng, cũng lúc với Tần Tang, y lập tức từ bỏ khống chế vô định bát cực đồ, sao bảo đồ cho thiếu sư toàn quyền khống chế. Lúc này, Định Viễn Hầu và đồng bọn dưới sự trợ giúp của đại tế Ti Kỳ dư tộc, sắp phá tan mây vàng. Thiếu sư quyết đoán ra tay, ấn quyết thay đổi, mây vàng điên cuồng hội tụ, vặn vẹo, dung hợp, trong nháy mắt biến thành một cây roi mây được tạo thành từ khí huyền hoàng, uốn lượn khúc khuỷu. Mây vàng, đại địa đều biến mất, lực lượng của bảo đồ hoàn toàn dung nhập vào cây roi mây vặn vẹo, linh hoạt như rắn. Định Viễn Hầu và đồng bọn vừa lúc ở vòng giữa roi mây, vẹo, chưa kịp để hai người phản ứng, hai đầu roi mây dựng đứng lên như hai dải lụa dài, hung hăng quất về phía hai người. Mắt thường chỉ có thể nhìn thấy bóng roi, thanh thế kinh thiên động địa. Roi mây không chỉ mang theo lực phá hoại khủng khiếp mà còn có lực trói buộc. Một khi bị roi mây quấn lấy, cho dù không chết cũng sẽ bị trói chặt. Cùng lúc bảo đồ biến hóa, kim quan của Ti Hoàng cũng bay ra, xoay tròn tỏa ra ánh vàng chói lọi không kém gì hào quang. Ánh vàng bao phủ Định Viễn Hầu và đồng bọn, nặng tựa vạn cân, khiến hư không rung chuyển dữ dội. Định Viễn Hầu và đồng bọn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Tần Tang lựa chọn rút lui, đại tế Ti Kỳ dư tộc đang lao về phía cổ điện. Chỉ cần bọn gã ngăn cản Ti Hoàng và thiếu sư, không cho quấy rầy đại tế Ti, bảo vật trong điện sẽ thuộc về bọn gã. Đông, một tiếng chuông vang lên, không biết từ lúc nào, Định Viễn Hầu tế ra một chiếc chuông nhỏ màu đen, y múa may, theo tiếng chuông, quang ảnh lấp lóe, hóa thành một chiếc chuông lớn hư ảo, roi mây quấn quanh chuông lớn bị ép nén, nhưng lại kiên cố dị thường, không hề vỡ vụn, còn tên mặc giáp đen, thì không biết từ đâu, chuyển đến một ngọn núi đen, vững vàng đỡ lấy kim quan. Hai người phối hợp ăn ý, trong nháy mắt đối phó hoàn hảo nhất. Ánh mắt bọn gã đảo qua, chia nhau tiếp cận Ti Hoàng và thiếu sư, chuẩn bị phản công. Tuy nhiên, Ti Hoàng đã tính toán kỹ lưỡng, sao có thể chỉ có những bố trí đơn giản như vậy. Thân ảnh y bỗng nhiên mờ nhạt biến mất khỏi hư không. Vù, ở dưới đại trận Bạch Hồng, không biết từ đâu xuất hiện một con tiểu thú. Tiểu thú có hình dạng giống con lửng mật, ánh mắt linh động, bỗng nhiên thân hình cứng, đờ, biến thành hình dạng của Ti Hoàng, thì ra là bạn thú của Ti Hoàng, không biết từ lúc nào đã mai phục ở đây, thần không biết quỷ không hay. Sau khi xuất hiện, Ti Hoàng lập tức biến hóa, thân thể phình to, tứ chi biến thành móng vuốt gấu khổng lồ, hóa thân thành cự hùng, gầm lên một tiếng, bất chấp nguy hiểm, lao về phía cổ điện. Đại tế Ti Kỳ dư tộc gần như tiếp cận đại trận Bạch Hồng, cùng lúc với Ti Hoàng, đáng tiếc, gã đã bị ngăn cản. Vù, một đạo kiếm ảnh đâm tới từ bên cạnh, kiếm quang chói mắt, người ra tay chính là Tần Tang, cút ngay. Thần điểu ba đầu giận dữ gầm lên, trong tiếng quát mang theo vận luật đặc biệt. Tiếng vang vọng không ngừng, mỗi lúc một lớn hơn, cuối cùng, giống như tiếng sấm rền. Tần Tang cảm thấy một luồng trùng kích mạnh mẽ đánh vào tai, cố gắng lay động nguyên thần của hắn. Hắn lại giả vờ thống khổ, cố gắng chống cự. Tu sĩ luyện hư trung kỳ, có khả năng chống lại thần thông của đại tế Ti Kỳ dư tộc. Nhưng nếu như không bị ảnh hưởng chút nào, thì lại quá mức kinh thế hãi tục. Tần Tang vẫn chưa muốn bại lộ thực lực của mình. Trong tiếng gầm giận dữ, thần điểu ba đầu dư vút lên, hung hăng chụp về phía kiếm quang. Kiếm quang rung động kịch liệt, suýt chút nữa bị đánh bay thỏ con to mò. Tần Tang âm thầm kinh hãi. Linh tu quả nhiên không đơn giản. Không biết thần điểu ba đầu này là loại bí pháp nào ngưng tụ ra linh thể, mà lại có lực lượng không thua kém gì thể tu luyện hư hậu kỳ. Cũng giống như lúc trước, cho dù Tần Tang tỏ ra thống khổ đến đâu, vẫn kiên cường chống đỡ. Kiếm quyết biến hóa, kiếm quang khôi phục ổn định, chợt có một mảng đen kịt tràn ra từ trong kiếm quang, tứ tượng kiếm trận. Đồng thời thi triển tam trọng trận, hổ gầm, phượng hót, long ngâm, ba luồng tinh sát đồng thời xuất hiện, mang theo kiếm ý sắc bén mạnh mẽ, đáp xuống, dung hợp giữa không trung, mắt thường chỉ có thể nhìn thấy một điểm sáng chói mắt. Chương 3372, đắc thủ,
Thân điểu ba đầu lần đầu tiên lộ vẻ mặt ngưng trọng. Tần Tang vẫn còn rảnh rỗi quan sát tình hình xung quanh, hắn liếc mắt nhìn Tỳ Hoàng, thấy Tỳ Hoàng đã xông vào bí cảnh. Khi đến gần cổ điện, chịu áp lực kinh khủng từ đám mây trắng, thân ảnh Tỳ Hoàng hơi chững lại. Chỉ có người trong cuộc mới biết áp lực nơi này đáng sợ đến mức nào. Máu tươi trên người gấu của Tỳ Hoàng không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ toàn thân, da thịt nứt toác, huyết nhục bong ra từng mảng, lộ ra xương trắng. Tốc độ của Tỳ Hoàng không hề giảm. Trước khi thân thể gấu sụp đổ, gã há miệng phun ra một luồng khí xám, biến thành một con linh tê một sừng. Thân thể gấu không còn sức chống đỡ, hóa thành bột phấn. Linh tê một sừng tiếp tục tiến về phía trước. Chẳng bao lâu sau, cảnh tượng tương tự lặp lại, lần lượt biến ảo thành hình dạng các bạn thú của Tỳ Hoàng. Cho đến khi bước một chân vào cổ điện, Tỳ Hoàng mới khôi phục lại hình dạng con người. Không rõ Tỳ Hoàng đã phải trả giá như thế nào. Sắc mặt y tái nhợt, nhưng tinh thần lại phấn chấn. Nhìn vào bên trong cổ điện, ánh mắt lóe lên dị sắc, đưa tay chộp lấy một đạo lưu quang bắn ra từ trong điện, rơi vào lòng bàn tay y. Lưu quang tản đi, hóa ra là một cái hộp gỗ không lớn. Nắp hộp gỗ được khảm nạm bảo châu, tỏa ra ánh sáng lung linh, phía trước có một ổ khóa bạc nhỏ. Hiện tại chưa phải lúc thưởng thức bảo vật, Tỳ Hoàng cũng không mở khóa bạc ra, mà chậm rãi xoay người. Lúc này, ánh mắt mọi người đang đổ dồn vào chiếc hộp gỗ trong tay Tỳ Hoàng. Đại tế Tỳ Kỳ Dư tộc bị Tần Tang ngăn cản, mặc dù Tần Tang không dốc hết sức, nhưng gã cũng phải mất một lúc mới có thể phá vỡ phong tỏa. Trơ mắt nhìn bảo vật rơi vào tay Tỳ Hoàng. Ở chiến trường bên kia, thiếu sư một mình chống lại hai người, rất nhanh rơi vào thế yếu. May mà có kim quan của Tỳ Hoàng hỗ trợ mới không bị thương. Thấy Tỳ Hoàng đã thành công, lập tức rút lui. Tỳ Hoàng cầm hộp gỗ trên tay, chậm rãi bước ra, ung dung hơn lúc đi vào rất nhiều. Nay khi y lấy được bảo hộp, đám mây trắng kia ngưng tụ lại, lực lượng của đại trận cũng dần tiêu tán, hào quang nhanh chóng suy yếu, dị tượng như muốn lắng xuống, bí cảnh này cũng sắp biến mất. Chiến trường rơi vào yên tĩnh, song phương giằng co đối mặt. Tỳ Hoàng bước ra khỏi bí cảnh, khóe miệng nhếch lên nụ cười, đa tạ Định Viễn Hầu cùng hai vị đạo hữu đã dò đường. Khóe mắt Định Viễn Hầu giật giật, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Tỳ Hoàng và thiếu sư, cuối cùng dừng lại trên người Tần Tang lâu hơn một chút, hừ lạnh một tiếng, đi. Bảo vật đã rơi vào tay Tỳ Hoàng, giết y ở đây là điều không thể, tiếp tục chiến đấu cũng chỉ là để chút giận, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trong thánh địa vẫn còn rất nhiều bí cảnh di tích đang chờ bọn gã khám phá, thất bại nhất thời mà thôi, không đại biểu cho điều gì. Đại tế Tỳ Kỳ Dư tộc thu hồi linh thể, nhìn chằm chằm Tần Tang một cái, sau đó theo Định Viễn Hầu rút lui. Tỳ Hoàng nhìn bọn họ rời đi, cất hộp gỗ cũng không đuổi theo. Tần Tang âm thầm nhíu mày, hắn cảm nhận được sát ý trong mắt Định Viễn Hầu, không biết có phải đã tính món nợ này lên đầu mình hay không. Tuy nhiên, muốn hòa bình trong thánh địa là điều không thể. Thanh Dương Trì là địa bàn của Chu Yếm tộc, Tần Tang không sợ Định Viễn Hầu chút giận lên Thanh Dương Trì, chỉ cần bản thân cẩn thận hơn một chút là được. Lần này có thể đoạt được bảo vật, bức lui địch nhân đều nhờ vào công lao của Tần đạo hữu. Sau khi Định Viễn Hầu và những người khác rời đi, Kỳ Hoàng mỉm cười, trịnh trọng chắp tay với Tần Tang. Tần Tang vội vàng nói không dám, là nhờ hai vị đạo hữu trí kế vô song, tính toán chu toàn mọi hành động của đối phương mới có thể đại thắng. Tỳ Hoàng cười lớn, không tranh công với hắn, lấy ra mấy món bảo vật đưa cho Tần Tang. Những bảo vật này đều được đặt cùng chỗ với Huyễn Thiểm Châu, được tìm thấy trong cùng một động phủ, trên một cái giá gỗ. Huyễn Thiểm Châu được đặt ở vị trí khuất nhất, bề ngoài cũng rất bình thường. Vị trí động phủ được đánh dấu trong ngọc giản, Tần đạo hữu có thể đến đó xem xét kỹ lưỡng, có lẽ sẽ có phát hiện mới. Tần Tang không khách khí nhận lấy, nhìn sơ qua, giá trị bề ngoài cao nhất chỉ là một kiện linh bảo, những thứ còn lại đều tầm thường, có 2-3 kiện tương đối đặc thù. Tần Tang nhất thời không nhìn ra huyền cơ, phải đợi sau này có thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng. Cuối cùng là hai khối ngọc giản, một khối ghi lại bản đồ do Tỳ Hoàng vẽ, một khối được tìm thấy cùng chỗ với Huyễn Thiểm Châu. Tần Tang phát hiện nội dung bên trong rất hỗn loạn, cũng không có công pháp bí thuật nào. Tần Tang âm thầm tiếc nuối, nếu có công pháp bí thuật, có lẽ có thể suy đoán ra lai lịch của Huyễn Thiểm Châu. Hắn thu hồi những bảo vật này, xoay người nhìn về phía hào quang. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.top, chương 3373, Tiên Ổng. Hiếu sư tiến đến bên cạnh Tần Tang, hai người trao đổi ánh mắt, bọn họ đã lật tung cả hang ổ của hung thú kia mà vẫn không tìm thấy chút dấu vết nào của luồng hào quang, trong lòng tràn đầy nghi hoặc về lai lịch của nó. Hai người phi thân bay lên, đuổi theo hướng luồng hào quang biến mất. Hào quang kia như bị một con quái thú há miệng hút lấy, trong nháy mắt đã biến mất, không còn tăm hơi.
Bọn họ tiếp tục truy đuổi sâu vào trong bí cảnh, nhìn thấy luồng hào quang co rút lại thành một điểm sáng, cuối cùng lóe lên một cái, rồi hoàn toàn biến mất, vèo vèo. Tần Tam và thiếu sư lướt người tới, nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy một mảnh tường đổ nát, là phế tích của một tòa cổ điện, thần thức lướt qua một lượt, không phát hiện ra bất kỳ dao động bất thường nào. Tần Tam và thiếu sư cùng nhau ra tay, dỡ bỏ từng tầng gạch ngói đổ nát bên trong phế tích, cho đến khi lộ ra một cái hố sâu hun hút, vẫn không tìm thấy điều gì khác thường. Tòa cổ điện này hẳn là không liên quan gì đến hào quang, thiếu sư lên tiếng. Tần Tam đưa mắt quan sát xung quanh, tập trung cảm ứng, luồng hào quang đã biến mất, tất cả dao động đều hoàn toàn tiêu tán. Nếu vậy, luồng hào quang kia rút cuộc là từ đâu mà đến? Hang ổ của hung thú kia và bí cảnh này rõ ràng không hề liên quan đến nhau. Tần Tang và thiếu sư đều không thể nào lý giải được quy luật ẩn giấu trong đó. Nếu không có quy luật, e rằng luồng hào quang kia chính là một trong những khảo nghiệm của thí luyện thánh địa lần này. Giọng nói của Ti Hoàng từ phía sau truyền đến. Tần Tang và thiếu sư quay người lại, thấy Ti Hoàng đang lơ lửng trên mặt một hồ nước, đưa mắt quan sát mặt hồ. Thiếu sư gật đầu, không sai, nếu luồng hào quang có liên quan đến thí luyện, chắc chắn sau này sẽ còn xuất hiện ở nhiều nơi khác nữa. Tin rằng không bao lâu nữa, chúng ta sẽ biết được bí mật ẩn giấu đằng sau nó. Nói xong, y quay sang Tần Tang. Tấn chân nhân chưa từng tham gia thí luyện thánh địa, có lẽ chưa rõ. Nội dung thí luyện môn hình vạn trạng có thể vô cùng đơn giản, ví dụ như thả ra một số bảo vật quý giá để mọi người tranh đoạt, kẻ mạnh sẽ giành được. Cũng có thể là không có quy củ, khó mà nắm bắt, cần phải dựa vào vận khí và trí tuệ, tự mình tìm tòi và lĩnh ngộ. Ti Hoàng đưa tay chụp xuống mặt hồ, nước hồ dâng lên, từ phía dưới bắn ra mấy đạo quang mang xanh biếc, hóa ra là mấy cây trúc cao lớn, linh vận tự sinh, xanh mướt như ngọc, muốt trâu sinh, xanh mướt như ngọc. Không ngờ ở đây lại mọc ra mấy cây hồ phách vân trúc, các ngươi cầm lấy đi. Ngoại trừ cung điện cổ nơi cất giữ bảo hộp, những cung điện khác đều trống không. Ti Hoàng là người thu hoạch được nhiều nhất, cũng chia cho hai người Tần Tang một phần. Tần Tang được chia một nửa. Hổ phách vân trúc là một loại linh mộc, dùng làm linh tài luyện chế linh bảo. Tần Tang tạm thời chưa nghĩ ra chỗ dùng, sau này sẽ cân nhắc mang về Thanh Dương Quan hoặc Ngũ Lôi Viện. Vân Du Kiếm có thể tiếp tục thôn phệ linh mộc, nhưng đã đạt đến cấp bậc hậu thiên linh bảo. Linh mộc bình thường mang đến sự tăng tiến rất ít ỏi. Lúc này, từ xa có mấy đạo độn quang bay về phía này, chính là ba người đại hoàng tử đã quay trở lại. Bọn họ đã được nhắc nhở, cố ý đề phòng đụng độ với Viễn Hầu, nhưng cũng không ra tay với đồng bọn của Viễn Hầu. Lần này, hai bên không có ai bị thương vong. Luồng hào quang và bóng người màu xám đã biến mất. Ba người đại hoàng tử quay lại đây, vẻ mặt hơi mệt mỏi. Chắc do ảnh hưởng của biến cố vừa rồi, lực lượng của sông sư mù gia tăng nên hơn trước rất nhiều. Sau khi thương nghị, mọi người quyết định rời khỏi đây ngay lập tức. Mặc dù trong dòng sông sương mù vẫn còn bảo vật trôi nổi, nhưng theo lực lượng của nó tăng vọt, nơi đây sẽ càng ngày càng nguy hiểm, không nên ở lâu. Bọn họ men theo đường cũ quay trở lại, một đường cẩn thận đề phòng, đi ngược dòng sông sương mù trở về mộ đạo, cũng không gặp phải sự phục kích nào. Xem ra đám người Viễn Hầu đã rời đi. Mọi người thuận lợi rời khỏi mộ đạo, bay ra khỏi vực sâu, xung quanh đã trở lại bình thường. Tần Tang chấp tay chào tạm biệt Ti Hoàng, sau đó hắn sẽ hội hợp với Tư Lục trước, rồi bay đến địa điểm đã hẹn với Lưu Ly. Lai lịch của luồng hào quang kia vẫn còn là một ẩn số, tình thế chưa rõ ràng, Tần chân nhân không cân nhắc chuyện liên thủ với chúng ta sao? Chỉ cần Tần chân nhân đồng ý, sau này gặp được cơ duyên và bảo vật phù hợp, cô nhất định sẽ dốc sức tương trợ. Ti Hoàng vẫn đang cố gắng thuyết phục lần cuối. Lần này Ti Hoàng tỏ ra vô cùng rộng lượng và hào phóng, chính là muốn lôi kéo Tần Tang, một cao thủ đỉnh tiêm như hắn, giúp bọn họ hoàn thành thí luyện. Thiếu sư cũng lên tiếng khuyên nhủ, nhưng Tần Tang đã hạ quyết tâm, chỉ nói là bản thân sẽ suy nghĩ kỹ, sau đó liền cáo từ, phi thân rời đi. Nhìn theo bóng lưng Tần Tang khuất dần nơi chân trời, thiếu sư khẽ thở dài, người này không muốn khuất phục dưới trướng người khác, chỉ có thể dùng lợi ích để dụ dỗ, đáng tiếc là bảo vật có thể khiến cường giả như vậy động lòng quá ít ỏi. Hắn tiến vào thánh địa, e rằng có mưu đồ khác, nhưng không liên quan gì đến chúng ta. Chuyến đi này thuận lợi ngoài dự đoán, đám người Khánh đạo hữu cũng sắp đến, chúng ta quay về trước, chờ bọn họ đến hội hợp. Ti Hoàng thu hồi ánh mắt, dẫn người men theo đường cũ trở về, trở lại địa điểm đã hẹn. Ti Hoàng và thiếu sư vừa đáp xuống đất, bỗng nhiên cảm nhận được điều gì đó, quay đầu nhìn về phía rừng cây bên cạnh, quát lớn, kẻ nào ra đây? Đám người Tam hoàng tử ngạc nhiên nhìn theo, trong rừng cây ẩn giấu một luồng khí tức mờ mịt, chỉ có Ti Hoàng và thiếu sư mơ hồ cảm nhận được, không thuộc về bất kỳ ai mà bọn họ quen biết. Một lát sau,
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, một bóng người xuất hiện bên rìa rừng cây. Người này mặc cẩm bào, dáng người nhỏ nhắn, trông như một đứa trẻ 8-9 tuổi, dung mạo như ngọc, cẩm bào rộng thùng thình, tay áo dài gần như chạm đất, mặc trên người nó trông có phần buồn cười. Giữa mi tâm của nó cũng có một viên minh châu, hiển nhiên cũng là người của Ti U tộc, lại là một cường giả không cảnh nhị trọng hậu kỳ đỉnh phong, nhưng Ti Hoàng và những người khác lại không ai nhận ra nó. Đứa trẻ chắp tay sau lưng, vẻ mặt cao ngạo, đưa mắt lướt qua đám người, cuối cùng dừng lại trên người Ti Hoàng, thản nhiên nói, ngươi chính là Ti Hoàng đương thời sao? Mọi người âm thầm cau mày, tuy tu vi của đứa trẻ này rất cao, nhưng Ti Hoàng và thiếu sư cũng không hề kém cạnh. Hơn nữa Ti Hoàng là hoàng giả được Ti U tộc công nhận, thái độ của đứa trẻ này có phần quá mức vô lễ. Ngươi là, Ti Hoàng đánh giá đứa trẻ, nhìn thấy một tấm lệnh bài bên hông nó, trong lòng khẽ động, đứa trẻ hừ lạnh một tiếng, ngươi thân là Ti Hoàng, ngay cả tấm lệnh bài này cũng không nhận ra. Sắc mặt Ti Hoàng hơi thay đổi, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Ti Hoàng chủ động chắp tay thi lễ, không biết là tiên đồng dưới trướng vị tổ sư nào, cô không tiếp đón từ xa, mong tiên đồng thứ lỗi. Nghe vậy, mọi người thầm giật mình, trong lòng đã hiểu rõ, khó trách đứa trẻ này có tu vi cao như vậy, còn kiêu ngạo vô lễ như thế, bởi vì cái gọi là nước lên thì thuyền lên. Cường giả dị nhân tộc, sau khi tiến vào thánh cảnh sẽ tiến vào thánh địa tu hành, nhưng cường giả thánh cảnh cũng không phải sống một mình, thường sẽ mang theo người thân hoặc người hầu vào thánh địa, tiếp tục ở bên cạnh mình. Những người này ở bên cạnh cường giả thánh cảnh, không thiếu ngoại vật, thường xuyên được cường giả thánh cảnh chỉ điểm, con đường tu hành so với bên ngoài dễ dàng hơn rất nhiều. Người này chính là đồng tử bên cạnh một vị cường giả thánh cảnh, đương nhiên có tư cách kiêu ngạo, thân phận của đại lão gia, các ngươi không cần phải biết, ta hỏi các ngươi. Đứa trẻ lạnh lùng nói, kẻ sát hại sư đệ của ta đang ở đâu, mau giao hắn ra đây. Nghe vậy, trong lòng thiếu sư chấn động, đã đoán được lai lịch của đối phương, e rằng có liên quan đến đại cung phụng của Lô gia. Trong số các cường giả đỉnh cao của Ti U tộc, chỉ có lai lịch của đại cung phụng là không rõ ràng. Đại cung phụng chưa bao giờ tiết lộ lai lịch của mình trước mặt mọi người, nhưng có một số việc cũng không phải là bí mật. Chương 3374, kẻ thù tìm đến. Nghe nói người đi theo cường giả thánh cảnh tiến vào thánh địa tu hành, muốn rời đi cũng không dễ, bị rất nhiều hạn chế. Tuy việc này rất hiếm gặp, nhưng trước kia cũng không phải chưa từng xuất hiện loại người này. Bọn họ tiến vào hiện thế, mục đích mỗi người mỗi khác. Lúc chinh chiến phong bạo hải, thiếu sư đã từng thăm dò đại cung phụng. Bất quá, hiện tại gã tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Ti Hoàng bất động thanh sắc, nghi ngờ nói. Không biết sư huynh tiên đồng là vị nào, hung thủ lại là người phương nào. Mong rằng tiên đồng chỉ rõ. Nếu như lời tiên đồng là thật, cô tuyệt sẽ không bao che hung thủ. Chỉ sợ trong đó có hiểu lầm gì đây. Giờ khắc này, gã lại há không rõ ý đồ của tiên đồng đến đây. Sau khi đại cung phụng Lô gia vẫn lạc, gã chưa từng nghĩ tới việc mật báo thánh địa. Thứ nhất, trong tộc đã sớm nghiêm lệnh không được đơn giản quấy rầy tổ sư, bởi vì thượng cổ minh ước thúc tổ sư gần như sẽ không nhúng tay vào ân oán giữa tiểu bối. Thứ hai, đại cung phụng một mực hờ hững với hoàng gia Ti U, có khả năng đại biểu cho thái độ của vị tổ sư nào đó sau lưng y đối với hoàng gia Ti U. Thứ ba, không rõ người này là chủ động rời khỏi thánh địa hay bị đuổi ra. Đứng sau lưng Tần Chân Nhân là tộc trưởng Chu Yếm tộc, vốn là Lô gia chủ động xâm chiếm, đối phương là bị ép phản kích. Bạn nhất có vị tổ sư nào dưới cơn thịnh nộ, rõ ràng không nói lý lại xuất thủ trả thù, lấy lớn hiếp nhỏ, dẫn đến hai tộc bất hòa, tổ sư thánh cảnh tất nhiên không việc gì, bọn hắn rất có thể bị liên lụy. Ti Hoàng và hoàng gia Ti U, cho tới bây giờ cũng không phải là không thể thay thế, hiểu lầm, hai mắt tiên đồng như muốn phun lửa, y không tin Ti Hoàng không biết gì về thân phận sư huynh mình, rõ ràng là đang giả cơm vở điếc, hết lần này tới lần khác. Y không thể bắt lấy Ti Hoàng, chỉ có thể đè nén tức giận, nói rõ thân phận sư huynh, chính là đại cung phụng Lô gia. Mặt mũi Ti Hoàng tràn đầy chấn kinh, liên tục giải thích, Lô gia từ trước đến nay không hợp với cô, Lô Vương thậm chí trong âm thầm muốn thay thế cô. Cô ngưỡng mộ đại cung phụng đã lâu, đáng tiếc đại cung phụng làm như không thấy cô mời chào, thật không biết đại cung phụng chính là sư huynh tiên đồng bên cạnh tổ sư. Cô và Lô Vương tuy bất hòa, nhưng một mực đấu mà không phá. Đại cung phụng vô ý bị người ngoại tộc giết chết, việc này không liên quan đến cô, mong tiên đồng minh giám. Tiên đồng lạnh lùng nói, ta đương nhiên biết rõ sư huynh không phải bị ngươi giết, nếu không ta tuyệt không tha cho ngươi. Nói xong, y liếc mắt nhìn thiếu sư giật mình, thở dài, tiên đồng có chỗ không biết, cuộc chiến năm đó, lão phu mặc dù đồng hành, nhưng đại cung phụng cũng không tín nhiệm lão phu, lưu lão phu ở hậu phương, dị biến phát sinh quá nhanh, lão phu căn bản không kịp xuất thủ.
Nói ra thật xấu hổ, lão phu cũng không phải là đối thủ của người nọ, chỉ có thể chạy trối chết. Về sau bất đắc dĩ phải cầu hòa, không có chứng cứ, lửa giận Tiên Đồng không thể phát tiết, trầm chọc nói: các ngươi không nghĩ tới việc báo thù cho đồng tộc, lại còn dám mang hung thủ vào thánh địa, có biết liêm sỉ là gì không? Thần sắc Ti Hoàng trầm xuống. Vị Tiên Đồng này đến đây là vì trả thù, đổi lại là kẻ khác, dù trong lòng mang oán hận với bọn hắn, ngoài mặt cũng sẽ hết sức lôi kéo, nhờ vào bọn hắn tìm ra kẻ thù, báo thù rửa hận. Tiên Đồng hành sự như vậy, hoặc là do trong thánh địa tu hành quá mức an nhàn, hoặc là thực lực người này cực mạnh, không xem ai ra gì. Loại người như vậy, một khi đã nhận định chuyện gì, rất khó thay đổi. Ti Hoàng vốn còn muốn lôi kéo vị cường giả đồng tộc này, hiện tại xem ra, chỉ sợ rước thêm phiền phức nên lạnh nhạt nói: việc này không phải do cô chuyên quyền độc đoán, để Tần Chân Nhân tiến vào thánh địa là được toàn tộc công nhận. Mọi người làm như vậy tự có lý do. Đương nhiên, nếu sớm biết như thế, cô tất nhiên sẽ không đáp ứng. Tiên Đồng muốn tìm Tần Chân Nhân trả thù, e là đã chậm một bước, hắn đã rời đi rồi. Tiên Đồng nghe vậy giận dữ: cái gì? Không phải ngươi mời hắn đi thăm dò bí cảnh sao? Hắn sao lại nhanh như vậy rời đi rồi? Ngươi còn dám bao che hung thủ, chẳng lẽ không sợ ta bẩm báo với tổ sư? Ti Hoàng trong thánh địa phát hiện một chỗ bí cảnh, vì thế vạch ra kế hoạch từ sớm, việc này đối với Ti U tộc không phải là bí mật. Tiên Đồng nhanh như vậy lấy tổ sư ra uy hiếp gã, Ti Hoàng ngược lại không sợ, hoài nghi vị tổ sư kia căn bản không biết rõ tình hình. Dựa theo lẽ thường, chúng ta xác thực còn phải thăm dò một đoạn thời gian mà lại chưa hẳn có thể đạt được. Không ngờ chúng ta vừa lúc gặp bí cảnh dị biến, không cần tốn nhiều sức đã tiến vào chỗ sâu bí cảnh, thuận lợi đạt được bảo vật muốn tìm. Cô không có lý do gì để tiếp tục giữ Tần Chân Nhân lại. Ra khỏi bí cảnh, Tần Chân Nhân đã một mình rời đi. Ti Hoàng chậm rãi nói: ta có thể thề, những lời ta nói đều là sự thật. Giữa ta và Tần Chân Nhân chỉ có giao dịch thuần túy, không có lý do gì vì hắn mà gánh lấy tổ sư trách tội, bào che cho hắn. Thần sắc Tiên Đồng cứng ngắc, trên thế gian này sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Y biết được hung thủ đang ở trong thánh địa nên lập tức đuổi theo, không ngờ vẫn chậm một bước. Ngươi có biết hắn đi đâu không? Tần Chân Nhân sinh tính cẩn thận, chưa hề tiết lộ nửa câu. Ti Hoàng lắc đầu, sắc mặt Tiên Đồng âm tình bất định, hỏi rõ hướng Tần Tang rời đi, sau đó ném ra một viên ngọc phù. Về sau gặp được người này, bóp nát ngọc phù này, ta sẽ báo thù rửa hận thay sư huynh, tất nhiên sẽ ghi công các ngươi ở trước mặt tổ sư. Dứt lời, Tiên Đồng rời đi. Đại nhân, quả ngọc phù này, hữu sư lộ vẻ chần chừ. Ti Hoàng siết chặt nắm tay, hai mắt nhắm lại, ý vị thâm trường nói: hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tiên Đồng rời khỏi, bay ra một khoảng cách, sau đó đáp xuống một ngọn núi. Trên đỉnh núi có một bệ đá bằng phẳng, trên bệ đá có mấy đạo nhân ảnh đang ngồi xếp bằng, một trong số đó chính là đại trưởng lão Viên Giám của U Yến tộc. Viên Giám mở mắt ra, nhìn thấy vẻ mặt của Tiên Đồng, trong lòng đã có suy đoán, Tiên Đồng không thể tìm thấy hắn. Sắc mặt Tiên Đồng giận dữ chưa tiêu, Ti Hoàng đã lấy được bảo vật, hắn đã rời đi rồi, nhanh như vậy. Viên Giám kinh ngạc, chợt thở dài, đáng tiếc, trách ta không ngờ hắn cũng tiến vào thánh địa mà lại đi cùng bọn Ti Hoàng, uổng phí nhiều thời gian như vậy, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Tiên Đồng khoát tay, việc này không trách ngươi được, nhờ có ngươi mật báo, nếu không ta vẫn còn bị mông lung trong bóng tối. Đám hận Ti Hoàng biết chuyện không báo, để cho cừu nhân chạy mất. Trong mắt Viên Giám lóe lên một tia bi thương, thở dài nói: tại hạ và đại cung phụ mới quen đã thân, cũng từng ước định với hắn tham gia thánh địa, may mắn thay đại cung phụ có lưu lại tín vật mới có thể liên lạc với Tiên Đồng. Chuyện năm đó tại hạ không tiện công khai ra tay, nhưng cũng từng âm thầm tương trợ, không ngờ thế sự khó liệu, những ngoại tộc nhân kia lại ẩn giấu thủ đoạn đáng sợ như vậy. Tiên Đồng nhìn Viên Giám thẳng thắn nói: ngươi không cần lo lắng, sư huynh xưa nay nói ra tất thực hiện, ta sẽ thay huynh ấy hoàn thành lời hứa. Bất quá, chúng ta tu hành trong thánh địa cũng bị những hạn chế nghiêm ngặt, bình thường không thể tùy tiện rời khỏi động phủ, cũng không hiểu nơi này hơn các ngươi là bao, không thể bảo đảm nhất định thành công. Trong lòng Viên Giám mừng rỡ, có một câu hứa hẹn của Tiên Đồng như vậy là đủ rồi. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.top, chương 3375, bị tập kích. Vị Tần Chân Nhân kia chắc hẳn còn chưa biết có người muốn gây bất lợi cho hắn, hơn nữa cũng chưa đi xa lắm. Chúng ta cứ men theo hướng hắn rời đi mà tìm kiếm, có khi lại phát hiện ra manh mối gì đó. Viên Giám chủ động lên tiếng, trên mặt lộ vẻ tiếc nuối. Lôi độn thuật của vị Tần Chân Nhân kia quả thực xuất thần nhập hóa, tại hạ bình sinh ít thấy. Chờ hắn hội hợp với Yển Vương, thêm phần cảnh giác,
muốn ám sát hắn e là không dễ. Đáng tiếc chúng ta chậm một bước, nếu không mượn danh nghĩa của Tiên Đồng uy hiếp Ti Hoàng để bọn họ vây giết Tần chân nhân, chắc chắn dù hắn có chấp cũng cánh khó thoát. Gã và Tần Tang vốn không thủ không oán, năm đó bày ra ván cờ này, gã chưa từng để Tần Tang vào mắt, chỉ xem Tần Tang và Phong Bạo Giới như quân cờ mà thôi. Nào ngờ quân cờ lại lật ngược ván cờ, đánh cờ thua một nước, Viên Giám chỉ tự trách mình nhìn nhầm, xem một người đủ tư cách làm kỳ thủ thành quân cờ, thậm chí đến lúc này, gã cũng không oán hận Tần Tang, lần nữa ra tay với Tần Tang, chỉ vì mời được Tiên Đồng mà thôi. Thấy Viên Giám thật lòng muốn giúp mình báo thù, Tiên Đồng hơi trầm ngâm, cảm thấy Viên Giám cũng có chút thuận mắt, bèn gật đầu, để bọn chúng đuổi theo, chia tay Ti Hoàng. Tần Tang đi đến điểm hẹn với Tư Lục, hắn đương nhiên sẽ không công khai lộ liễu hành tung của mình. Trên đường liên tục đổi hướng, để đám người Tiên Đồng đuổi theo mà lạc mất dấu vết. Nửa đêm ngày thứ hai, Tần Tang đi đến điểm hẹn, nơi này trên bản đồ được gọi là Xích Hồ, kỳ thực là một khu rừng rậm, trong rừng cây cối tùm, phiến lá đỏ rực như lửa, nhìn từ xa tựa như một biển lửa, nên mới có tên gọi như vậy. Cây cối trong Xích Hồ sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường, nghe đồn đã từng nhiều lần bị ảnh hưởng bởi các tu sĩ giao đấu, nghiêm trọng nhất là một lần toàn bộ khu rừng bị hủy diệt, đại địa gần như bị pháp lực cường đại cày xới một phen. Thế nhưng, các tu sĩ dị nhân tộc đến sau đó lại kinh ngạc phát hiện cỏ cây nơi đây không ngờ mọc lên trở lại, Xích Hồ cũng khôi phục như cũ. Loại biểu hiện thần kỳ này khiến mọi người vô cùng tò mò, nhao nhao phỏng đoán dưới lòng đất Xích Hồ nhất định cất giấu bí mật gì đó. Thực vật trong khu rừng này đều chỉ là linh thụ bình thường, ngoại trừ màu sắc lá cây, không có gì khác lạ. Đây là điều bất thường mà những nơi khác xung quanh đây đều rất bình thường, chỉ có Xích Hồ này là dị thường. Sau đó rất nhiều tu sĩ dị nhân tộc lần lượt tiến vào Xích Hồ, dùng đủ mọi cách để thăm dò, trên trời dưới đất không biết bị lật tung bao nhiêu lần, ngay cả những linh thụ kia cũng bị chặt xuống nghiên cứu kỹ lưỡng, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Ai cũng biết Xích Hồ cất giấu huyền cơ, nhưng không ai tìm ra nguyên nhân. Trong thánh địa, kỳ thực không ít nơi tương tự như vậy, chỉ có chờ đợi đến một thời điểm nào đó, hoặc là người có phúc duyên sâu hậu mới có thể giải khai bí mật nơi đây. Dần dần, mọi người đành bất lực, rút lui, ngay cả người đến Xích Hồ tìm kiếm cơ duyên cũng ít đi, dù sao còn rất nhiều bí cảnh di phủ khác hấp dẫn bọn họ. Trong đêm tối, Tần Tang từ xa nhìn thấy dãy núi lửa đỏ rực, vô cùng nổi bật. Trong lòng biết đã đến Xích Hồ, liền thu hồi độn thuật, chậm rãi bay về phía Xích Hồ. Hắn và Tư Lục hẹn gặp mặt ở bìa rừng Xích Hồ, vốn tưởng rằng phải chờ Tư Lục một lúc, nào ngờ vừa tiến vào Xích Hồ liền phát hiện có điều kỳ lạ. Tần Tang đáp xuống rừng cây, ánh mắt lé lên, nhìn về phía gốc rễ của một gốc linh thụ, ở giữa bộ rễ tựa như cầu long kia, ẩn giấu một con tiểu trùng bình thường, chính là một con trùng Stoner ngại, toàn thân châu chấu xanh biếc, lặng lẽ nằm trên mặt đất, trên người ẩn ẩn quấn quanh một tia thần ý quen thuộc. Tần Tang nhận ra tia thần ý này thuộc về Tư Lục. Ti U tộc không chỉ có thể khống chế bản thú, mà còn có sở trường về ngự thú. Con châu chấu này hiển nhiên đã bị Tư Lục khống chế. Tuy nhiên, con châu chấu này lại tỏa ra từ khí âm trầm, đối với hắn đến gần không có chút phản ứng nào, khiến Tần Tang âm thầm nhíu mày, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Hắn phân ra một tia thần thức, chạm vào thần ý trong cơ thể châu chấu. Tư Lục đạo hữu, Tần huynh đến rồi sao? Một lát sau, từ trên người châu chấu truyền đến giọng nói của Tư Lục, giọng nói có chút mơ hồ, đồng thời lộ ra vài phần suy yếu. Tần Tang trầm giọng hỏi, người bị thương rồi? Giọng điệu Tư Lục trở nên gấp gáp. Tần huynh cẩn thận, xung quanh có thể có mai phục, ngươi bị người nào đánh bị thương? Với sự cẩn thận của Tần Tang, đương nhiên đã sớm thả thiên mục điệp ra điều tra kỹ lưỡng, nhưng không phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường. Tuy nhiên, biểu hiện của Tư Lục khiến cho Tần Tang cảm nhận được nguy hiểm vô hình. Lâm mày nhíu lại, dùng chân nguyên bao bọc lấy châu chấu, bay ra khỏi Xích Hồ, rơi xuống một sơn cốc, truy hỏi, các ngươi gặp phải ai, đại tư mã đâu? Tư Lục nói, là chuyện liên quan đến đại cung phụng của Lô gia. Đại cung phụng vốn xuất thân từ thánh địa, sư huynh của lão đến đây để báo thù. Giọng nói của Tư Lục ngắt quãng, cuối cùng cũng thuật lại rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Thì ra, sau khi Tư Lục và đại tư mã tiến vào thánh địa, phát hiện khoảng cách đến mục tiêu cũng không xa, hơn nữa trên đường cũng không gặp phải nguy hiểm gì, vô cùng thuận lợi. Mục tiêu của bọn họ là một động phủ do tiên tổ của Yển Sơn Tư gia phát hiện. Ban đầu Tư gia tưởng rằng là di phủ của một vị cường giả tiền bối, nhưng theo thời gian, bọn họ dần dần đi sâu vào, phát hiện nơi này có lẽ không phải động phủ dùng để tu luyện, mà là một nơi lịch luyện do vị cường giả tiền bối kia cố ý xây dựng nên. Khác với bí cảnh mà Ti U hoàng tộc phát hiện,
Nơi lịch luyện này có rất nhiều cửa ải trùng điệp, mỗi khi vượt qua một cửa ải đều có thể nhận được phần thưởng tương ứng, có giá trị không nhỏ. Những năm gần đây, Yển Sơn Tư Gia đã nhận được rất nhiều phần thưởng từ nơi lịch luyện, ngày càng hưng thịnh. Nếu không phải Yển Sơn Tư Gia xảy ra biến cố, trước khi phá giải cửa ải cuối cùng, Yển Sơn Tư Gia sẽ luôn hưng thịnh. Trên thực tế, biết được chỗ lịch luyện này không chỉ có Yển Sơn Tư Gia, nhưng Yển Sơn Tư Gia qua nhiều đời tích lũy, nên có ưu thế tuyệt đối hơn người khác, có lẽ do vậy mà bị Đại Cung Phụ mưu đồ ám hại. Trong Thận Lâu Giác ghi lại tất cả thông tin về nơi lịch luyện, cũng như kinh nghiệm và trải nghiệm của các cao thủ Yển Sơn Tư Gia khi lịch luyện. Lần trước, phụ thân của Tư Lục đã thử phá giải một cửa ải, nhưng thất bại trở về, sau khi trở về ngày đêm suy tư, cuối cùng đã suy đoán ra quy luật của cửa ải này, rồi ghi lại trong Thận Lâu Giác. Lần này Tư Lục đã chuẩn bị kỹ càng, mặc dù tu vi hơi yếu, nhưng cũng có chút cơ hội thành công. Bọn họ vừa tiến vào nơi lịch luyện đã lập tức hành động, ban đầu rất thuận lợi, vốn tưởng rằng lần này có hy vọng, không ngờ lại đột nhiên bị tập kích. Chúng ta cũng không hề chủ quan, trong nơi lịch luyện có trận pháp cấm chế do tiên tổ Tà Phụ Vương để lại, vốn đã dung hợp với nơi lịch luyện, bị chúng ta khống chế, dù có cường giả đỉnh cao xông vào, chúng ta cũng có thể phát hiện ra sớm, thong dong rút lui. Nào ngờ, bọn chúng dường như cũng rất am hiểu về nơi lịch luyện này, hoặc là có biện pháp che giấu cảm giác của chúng ta. Đợi đến lúc chúng ta nhận ra có điều không ổn thì đã muộn. Khi phát hiện ra địch nhân, chúng ta đang phá giải một tòa cổ trận, chúng ta đã mượn lực lượng của cổ trận để chạy trốn. Đại Tư Mã Lại Vì Tà đã quyết định ở lại Đoạn Hậu. Giọng nói của Tư Lục run rẩy, mang theo nỗi đau đớn vô tận. Năm đó Hạ Thường Thị vì Đoạn Hậu cho gã nên đã tự bạo thân vong. Tư Lục vẫn luôn canh cánh trong lòng, chém giết Đại Cung Phụng, hủy diệt Lô Gia. Tư Lục rút cuộc cũng có được chút an ủi, không ngờ bi kịch lại tái diễn. Chương 3376, cảnh báo. Chứng kiến những người này vì mình mà bỏ mạng, gã lại bất lực. Tần Tang có thể thấu hiểu tâm tình của Tư Lục, nhưng có vài điều nhất định phải làm rõ, bèn trầm giọng hỏi, Đại Tư Mã có khả năng chạy thoát không? Tư Lục trầm mặc một lát mới cất tiếng đau buồn, kẻ tập kích chúng ta là một đồng tử, tự xưng là sư huynh của Đại Cung Phụng, phụng dưỡng lão tổ tại thánh địa. Hắn chắc chắn còn có trợ thủ, cường giả đỉnh cao tiến vào lịch luyện tuyệt đối không chỉ một hai kẻ, nếu không chúng ta sẽ không hoàn toàn không hề đề phòng. Bất quá, nghe ngữ khí của hắn, dường như còn chưa biết Tần huynh cũng ở thánh địa. Nghe vậy, ánh mắt Tần ta ngưng trọng, vị đại tư mã này chắc chắn giữ nhiều lành ít, điểm khác biệt duy nhất là đã tử trận hay là bị bắt sống. Tần Tang và Tư Lục chưa từng tiết lộ quá nhiều bí mật cho Đại Tư Mã, nhưng Tư Lục rất kính trọng Đại Tư Mã. Có một số chuyện không giấu nổi lão, đối phương chỉ cần bắt được Đại Tư Mã là có thể moi từ miệng lão ra tung tích của hắn. Đánh giết Đại Cung Phụng có công lao của Tư Lục, nhưng lôi đàn là do hắn thiết lập, hắn mới là chủ mưu, đối phương muốn trả thù, sao có thể bỏ qua hắn. Và lại, việc một ngoại tộc như hắn tiến vào thánh địa cũng không phải bí mật với Ti U tộc. Mấy tên sư huynh của Đại Cung Phụng tiếp xúc với cường giả Ti U tộc khác, kiểu gì cũng biết được chuyện này. Tần Tang chưa từng nghĩ tới Đại Cung Phụng Lô Gia lại có địa vị lớn đến thế. Kẻ này đến từ thánh địa, đồng nghĩa với việc phía sau có một lão tổ cảnh giới thánh cảnh chống lưng. Bản thân hắn đã vô tình chọc vào một rắc rối lớn. Hắn không sợ lão tổ sau lưng Đại Cung Phụng đích thân ra tay. Nếu những lão tổ này có thể tùy ý ra tay với vãn bối trong thánh địa, thì thánh địa thí luyện căn bản không thể nào kéo dài đến tận bây giờ, bởi vì sẽ không ai dám tùy tiện đả thương người khác. Những tiểu tộc suy tàn kia, nói không chừng vẫn còn có lão tổ tông còn sống. Nhiều năm qua, tộc trưởng thượng tộc ngậm hận trong thánh địa không phải là ít, huyết mạch của các lão tổ cũng không phải là không có. Cho dù vị lão tổ kia muốn bắt Thanh Dương Trị để trút giận, cũng sẽ kiềm kỵ thượng của Minh Ước và thể diện của Chu Yếm tộc. Hơn nữa, Tần Tang có thể đưa Ninh Chân Nhân ra ngoài. Tuy nhiên, bị một cường giả cảnh giới thánh cảnh để mắt tới tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Chỉ riêng tên sư huynh của Đại Cung Phụng đã không dễ đối phó, huống chi kẻ này còn có trợ thủ. Rốt cuộc là kẻ nào đã mật báo cho sư huynh của Đại Cung Phụng? Nghe đồn việc liên lạc bên ngoài thánh địa không phải dễ dàng, bọn chúng rốt cuộc đã liên hệ như thế nào? Nếu là tu sĩ Ti U tộc, sư huynh của Đại Cung Phụng biết được hắn tiến vào thánh địa, ắt cũng biết hắn nhận lời mời của Ti Hoàng. Đặt mình vào vị trí của đối phương, địch ở ngoài sáng ta ở trong tối, vì phòng ngừa đánh rắn động cỏ, nhất định sẽ ưu tiên ám sát chủ mưu. Nếu không phải tu sĩ Ti U tộc, vậy thì là người phương nào? Tâm niệm Tần Tang vừa động, nghĩ đến một người, chính là cường giả thần bí sau lưng Dân Trác. Năm đó chính kẻ này đã cấu kết với Lô Gia,
chắc chắn có hợp tác với đại cung phụng, là hắn sao? Trong đầu Tần Tang hiện lên thân ảnh Viên Giám, sát ý chợt lóe lên. Lần trước, tộc trưởng Nguyên Tượng từng nói mục đích thực sự của đối phương là nhằm vào Chu Yếm tộc, phong bạo giới chỉ là bị liên lụy. Lần này lại khác, đối phương dẫn theo sư huynh của đại cung phụng, mà giữa bọn hắn có huyết hải thâm cừ, đã là cục diện sống chết không đội trời chung. Tần huynh, tiếp theo huynh phải cẩn thận vạn phần, bọn chúng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho huynh. Tư Lục lên tiếng, Tư Lục có chút chán nản, cũng không nhắc đến việc báo thù nửa lời, càng không dám cầu xin Tần Tam nghĩ cách cứu viện đại tư mã. Cục diện lần này càng khiến gã tuyệt vọng hơn, sau lưng địch nhân không chỉ có một lão tổ, mà còn có trợ thủ cường đại. Tư Lục nào biết, Tần Tang đã động sát tâm, đại cung phụng đã chết, thù hận không thể nào hóa giải, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, nhẫn nhịn chỉ khiến kẻ địch càng thêm không kiêng rẻ. Chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định sẽ lựa chọn ra tay trước, đặc biệt là kẻ đứng sau giật dây, nhiều lần thi triển âm mưu quỷ kế đối phó bọn hắn, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ. Ít nhất ở mặt ngoài, Thượng Cổ Minh Ước vẫn có lực ước thúc đối với các bộ tộc dị nhân tộc, chỉ cần Tần Tang luôn giữ lý lẽ, vị lão tổ kia sẽ không có lý do ra tay. Vạn nhất vị lão tổ kia không để ý mặt mũi, đích thân hạ tràng, hắn cũng không phải không có chỗ dựa. Nhưng làm thế nào để phản kích, Tần Tang vẫn chưa có manh mối, đành đè nén sát ý trong lòng, ân cần hỏi. Tư Lục đạo hữu, thương thế của ngươi hiện giờ thế nào? Ta đã dùng mấy viên linh đan, miễn cưỡng ổn định thương thế, nhưng cần phải tĩnh dưỡng một thời gian. Tần huynh không cần lo lắng, nơi ta ẩn náu vô cùng an toàn, chỉ cần không rời khỏi đây, chắc chắn có thể ẩn thân, bọn chúng sẽ không tìm thấy. Chỉ tiếc, trước khi thương thế chuyển biến tốt đẹp, ta không giúp được gì cho Tần huynh. Tư Lục áy náy nói, cơn phong ba này có thể nói là do gã mà ra. Sự tình đã đến nước này, Tần Tang cũng sẽ không trách cứ Tư Lục, nói, lúc này đạo hữu nên chuyên tâm chữa thương là quan trọng, bất quá cũng không nên xem thường, hiện giờ, bất kỳ nơi nào trong thánh địa cũng không phải tuyệt đối an toàn. Tiếp đó, Tần Tang thuật lại chuyện mình gặp phải cho Tư Lục, hào quang có thể bùng phát bất cứ lúc nào, lại có chuyện như vậy, tâm Tư Lục chấn động, đa tạ Tần huynh nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Hai người bàn bạc phương thức liên lạc, Tư Lục tán đi thần ý, trong người con châu chấu, sinh cơ trên người nó nhanh chóng trôi đi. Tắt thở tại chỗ, Tần Tang tùy ý vung tay, xóa đi dấu vết, nhìn về phía hồ nước đỏ ngầu, cau mày. Thế cuộc đã hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Bản thân hắn không những có thêm một kẻ thù mạnh mẽ, còn mất đi hai người trợ giúp. Ý niệm chợt lóe, Tần Tang không vội rời đi. Không biết tính tình đại tư mã thế nào, nếu bị bắt sống, bị ép cùng, rất có thể sẽ tiết lộ địa điểm bọn hắn hẹn gặp. Cho dù đại tư mã thủ khẩu như binh, kẻ địch dùng sư hồn cũng có thể moi ra tin tức này, mai phục ở đây. Khảo vấn đại tư mã cần thời gian, có lẽ hắn đến quá sớm, kẻ địch còn đang trên đường, không bằng chờ thêm một chút, cho dù không có cơ hội ra tay, cũng có thể thăm dò thực lực của đối phương. Khoảng cách đến thời gian hẹn với Lưu Ly còn dài, Tần Tang hoàn toàn có thể chờ đợi bọn họ. Nghĩ vậy, Tần Tang lập tức hành động, thăm dò một vòng xung quanh xích hồ, cuối cùng chọn một nơi ẩn nấp, âm thầm bày ra trận pháp, sau đó ẩn núp ở bên ngoài xích hồ, yên lặng chờ đợi. Bên trong một động quật ngầm, không gian chật hẹp, u ám, Tần Tang khoanh chân ngồi xuống. Linh khí trong thánh địa vô cùng tinh khiết và dồi dào. Động quật mà Tần Tang đang ở, linh khí còn nồng đậm hơn cả động phủ được khai mở trên linh mạch ở bên ngoài, mà loại địa phương này trong thánh địa đâu đâu cũng có. Tu sĩ dị nhân tộc tiến vào thánh địa, cho dù không đi tranh đoạt cơ duyên, bảo vật, chỉ cần tìm một động phủ tốt chuyên tâm tu luyện, cũng có thể thu được lợi ích không nhỏ. Tuy nhiên Tần Tang còn cách luyện hư hậu kỳ, một khoảng rất xa. Thời gian ngắn không thể nào khiến hắn lột xác. Sau khi điều tức một chút, hắn lấy Huyễn Thiểm Châu ra. Linh quang của Bảo Châu chiếu sáng động quật. Sau khi đánh ra lôi ấn, Huyễn Thiểm Châu khôi phục như lúc ban đầu. Tiếp theo, Tần Tang lấy ra tất cả những thứ Ti Hoàng đưa cho. Trước đó chỉ xem sơ, hắn mơ hồ cảm ứng được điều gì đó. Nhân cơ hội này, xem xét kỹ cả một phen. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên, đạo tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, chuyện đọc việt.top. Chương 3377, tìm động phủ. Tần Tang trước tiên lấy ngọc giản ra, trong đó có một cái là bản đồ do Ti Hoàng vẽ, đánh dấu vị trí động phủ kia. Sau khi so sánh, Tần Tang phát hiện nơi này cách xích hồ không xa lắm. Bất quá, sau khi có được Huyễn Thiểm Châu, Ti U tộc đã rời bỏ nơi đó, đã lâu không quay lại, cũng không biết trong khoảng thời gian đó có xảy ra biến hóa gì hay không. Một cái ngọc giản khác là vật Ti Hoàng có được trong động phủ. Bên trong không ghi chép công pháp bí thuật,
nếu không Ti Hoàng đã có thể dựa vào đó mà suy đoán Nguyễn Thiểm Châu đến từ tộc nào cũng sẽ không đến lượt hắn. Tần Tàng phân ra một tia thần thức, thăm dò vào trong ngọc giản, tập trung nhìn kỹ, chỉ một lát sau, khẽ lẩm bẩm một tiếng, thần sắc càng thêm chăm chú. Nội dung trong ngọc giản cực kỳ hỗn loạn, không có chương pháp, đều là những nội dung rời rạc, rất nhiều trong số đó vô nghĩa. Tựa như một người nhất, thời hứng khởi viết ra, ghi chép lại những ý nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu. Thế nhưng Tần Tang càng xem càng thấy thú vị, có cảnh đẹp non sông, có nỗi lòng sầu muộn khi xuân qua thu tới, có vài bài thơ không chú trọng đối ý, đối cảnh. Cũng có rất nhiều nội dung, ghi chép lại những hình ảnh mà chủ nhân ngọc giản tình cờ nhìn thấy, không đầu không đuôi. Ví dụ như, rõ ràng là một nơi đã rất quen thuộc, sớm tối chung sống, núi non vẫn vậy, dòng nước vẫn thế. Chỉ có thời tiết, thời gian và con người thay đổi, cảnh vật về cơ bản vẫn như cũ. Nhưng vào một khoảnh khắc nào đó, bỗng nhiên nhìn thấy cảnh vật nơi đây, chủ nhân ngọc giản lại cảm thấy một tia xúc động khó hiểu. Trong ngọc giản có viết, loại xúc động này chỉ thoáng qua trong nháy mắt, chủ nhân ngọc giản cũng không rõ nguồn cơn. Có đôi khi đối phương sẽ ở lại nơi đó, nhìn chăm chú vào nơi ấy hàng trăm thậm chí hàng ngàn ngày, nhưng cũng không thể nào nắm bắt được. Tần Tang thầm nghĩ, chủ nhân ngọc giản chắc hẳn là một người rất tinh tế. Loại xúc động này, đại bộ phận mọi người trong phần lớn thời gian đều sẽ lãng quên trong chốc lát, sẽ không để ý, thậm chí có thể không ý thức được rằng tia xúc động này đã từng xuất hiện. Tuy nhiên, loại xúc động này có lẽ chính là nơi linh cảm nảy sinh. Thời đại thượng cổ, các vị tiên hiền quan sát trời đất để lĩnh ngộ đạo tu hành. Ngày nay, con người vẫn như cũ không thể nào hiểu thấu thiên đạo, giống như một cuốn sách không bao giờ lật hết trang cuối. Những người tu hành chỉ nhìn thấy phần nổi của tảng băng chìm. Xuất hiện loại xúc động này có thể là trong lúc vô tình đã chạm đến một loại thiên lý nào đó, ẩn chứa cơ duyên. Trong thần thoại, không thiếu những truyền thuyết về những nhân sĩ dị tộc bỗng nhiên khai ngộ. Một bước lên trời, thậm chí là phi thăng ngay tại chỗ. Đối với những tu sĩ phải trải qua muôn vàn khổ cực, từng bước tu luyện như bọn họ mà nói, đó là điều không thể tưởng tượng nổi. Nhưng ai có thể khẳng định rằng chuyện như vậy chưa từng xảy ra? Cái gọi là công pháp bất quá chỉ là kim chỉ nam mà người xưa để lại cho hậu thế. Trước khi có công pháp, tất cả đều là trực tiếp lĩnh ngộ thiên đạo mà đắc đạo. Tần Tang xem đến say sưa, suýt chút nữa đã quên mất mục đích của mình. Nhìn đến cuối cùng lại cảm thấy tiếc nuối, bởi vì chủ nhân ngọc giản ghi chép rất sơ lược, phần lớn chỉ chú thích một chút ý nghĩ và mạch suy nghĩ đơn giản của bản thân. Điểm đến là dừng. Tần Tang rất muốn biết rõ chủ nhân ngọc giản có thu hoạch được gì từ những xúc động này hay không, nhưng phần sau cũng không ghi chép tiếp, dường như việc ghi chép chỉ là nhất thời hứng khởi, sau đó liền quên mất chuyện này. Những điều này thuộc về linh cảm của chủ nhân ngọc giản, đương nhiên không thích hợp với Tần Tang, nhưng Tần Tang cũng không phải không thu hoạch được gì. Từ trong những dòng chữ ngắn gọn ấy, Tần Tang đã nhận được không ít dẫn dắt, hơn nữa có thể cảm nhận được phần nào về mạch suy nghĩ của chủ nhân ngọc giản. Hắn có một loại cảm giác, chủ nhân ngọc giản không giống dị nhân tộc, ngược lại có chút tương tự với cách nghĩ của tu sĩ nhân tộc. Dị nhân tộc và nhân tộc sinh ra đã có thiên phú khác nhau. Dị nhân tộc trời sinh huyết mạch thần thông, nhất định sẽ có nhận thức khác về thiên địa, về tu hành, thậm chí là về đại đạo. Tần Tang hiểu rõ điều này, nhưng hắn tiếp xúc với dị nhân tộc cũng không nhiều, luận về số lần là đếm trên đầu ngón tay, cho nên không dám khẳng định. Nhiều năm qua, tu sĩ nhân tộc tiến vào thánh địa không phải là ít, nhưng không biết có vị đại năng nào của nhân tộc lưu lại động phủ ở trong thánh địa hay không. Bất quá, tiếp tục ngược dòng thời gian, trước khi trở thành thánh địa của dị nhân tộc, Viên Kiệu Tiên Sơn vẫn còn có chủ nhân khác, có lẽ đã từng bị đại năng nhân tộc trưởng khống, cho nên mới lưu lại dấu vết tồn tại đến nay. Thần thức rút ra khỏi ngọc giản, Tần Tang đặt nó sang một bên, sau đó nhìn về phía những vật khác, sau khi dò xét từng cái một, cuối cùng dừng lại ở một vật. Đó là một quyển kim sách, kim quang chói mắt, được biện thành bởi ba tấm kim trang, phía trên không có một chữ, dùng chân nguyên thúc dục cũng chỉ tỏa ra kim quang chói mắt hơn, không có gì thần dị khác. Những bảo vật khác cũng giống như kim sách, thoạt nhìn không liên quan gì đến Lôi Đình Đạo. Tần Tang liên tưởng đến kết giới bảo vệ ẩn giấu bên trong Nguyễn Thiểm Châu, không ngừng lật xem, thúc dục những bảo vật này, phối hợp với lôi pháp, liên tục dò xét, quả nhiên có phát hiện mới. Bên trong quyển kim sách này cũng ẩn giấu một loại rung động tương tự như Nguyễn Thiểm Châu. Tần Tang mừng rỡ trong lòng, cố gắng nắm bắt tia rung động này, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Sau một phen suy nghĩ tìm tòi, tế lên Nguyễn Thiểm Châu, tùy ý thi triển ra một đạo lôi pháp. Trong nháy mắt phong ấn lôi pháp được mở ra, rung động bên trong Nguyễn Thiểm Châu liền xuất hiện,
Tần Tang đặt hai kiện bảo vật cạnh nhau, đồng thời thúc giục, mưu cầu để loại rung động này đồng thời xuất hiện. Công phu không phụ lòng người, sau khi Tần Tang không ngừng thử nghiệm, cuối cùng cũng nắm bắt được một thời cơ nào đó. Hắn cảm nhận được rung động ẩn giấu bên trong kim sách đã bị Huyễn Thiểm Châu dẫn động. Kim sách tự động lật ra, kim quang đại phóng. Tần Tang nhìn kỹ, liền thấy trên kim trang hiện lên những đường vân thần bí, kèm theo vô số phủ văn huyền ảo. Khi tất cả đồ án được kích hoạt, những đường vân này kết hợp lại với nhau, thoạt nhìn giống như một tòa trận pháp. Bất quá, Tần Tang rất nhanh đã phủ nhận suy đoán này, thứ được khắc họa trên kim sách không phải trận pháp mà giống như một loại chỉ dẫn hơn. Huyền cơ thực sự cần phải nhìn thấy tòa linh trận này mới có thể sáng tỏ. Không biết tòa linh trận kia có phải ở trong động phủ không? Xem ra phải đích thân đi một chuyến mới được. Tần Tang khép kim sách lại, thầm nói, hắn nhìn bản đồ. Sau đó nhìn về phía Xích Hồ, trên mặt lộ vẻ do dự. Xích Hồ vô cùng yên tĩnh, vẫn không thấy tung tích của địch nhân. Hai nơi cách nhau không xa, đi xem một chút là có thể kịp thời trở về, nhưng chỉ sợ xảy ra biến cố gì, bị vây ở đó không cách nào thoát ra được. Cuối cùng Tần Tang vẫn không nhịn được hiếu kỳ, quyết định đến đó xem thử. Về phần Xích Hồ bên này, vốn dĩ hy vọng tiêu diệt địch nhân ở chỗ này cũng không lớn, Tần Tang chủ yếu là muốn thăm dò thực lực của đối phương. Thiên quân dưới lóe lên linh quang, bắn ra một đạo u quang, luyện thi dân trác đã được Tần Tang triệu hồi ra. Sau khi chém giết hai người cát cung, Tần Tang được chia một bộ thi thể, ngoài ra còn có thi thể hung thú, nhưng cân nhắc đến việc thay đổi nhục thân sẽ có hạn chế, mà hiện tại là lúc cần trợ thủ, nên vẫn để ô kim khô lâu trên người dân trác. Để dân trác ở lại đây giám sát Xích Hồ, Tần Tang rời khỏi động quật, phân biệt phương hướng, lặng lẽ bay đi. Hai canh giờ sau, chương 3378, nhà tranh. Tần Tang giảm dần tốc độ bay, quan sát đại địa phía dưới, ánh mắt không ngừng đảo qua, tìm kiếm mục tiêu. Rất nhanh hắn phát hiện, thân ảnh nhoáng lên, rơi xuống mặt đất, lướt qua vùng núi hoang vu, không lâu sau đi tới cạnh một bờ nước. Rầm rầm, sóng nước vỗ vào bờ đá, thanh thúy êm tai. Trên trời lóe lên một tia nắng ban mai, trong nước lấp lánh vảy cá, trên mặt nước lững lờ sương sớm nhàn nhạt như làn khói mỏng manh. Tần Tang đứng lên bờ, nhìn về phía màn sương, mơ hồ thấy được hình dáng một hòn đảo. Huyễn Thiểm Châu chính là được phát hiện trên hòn đảo này. Nhìn từ xa, hòn đảo nhỏ tĩnh lặng dị thường, quả là nơi lý tưởng tu thân dưỡng tính. Nếu như hoàn cảnh nơi này chưa từng thay đổi, Tần Tang thầm nghĩ, thân hình ẩn mất, đạp nước đi, lướt qua màn sương, đảo nhỏ đã gần ngay trước mắt. Hòn đảo này nhìn từ xa đã thấy lớn, đến gần lại càng rộng lớn hơn. Tần Tang liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy từng ngọn núi u ám thâm thúy, chỉ dựa vào mắt thường không thể nhìn ra dị thường. Trên thực tế, hòn đảo này có một tòa đại trận hộ đảo, chính nhờ đại trận này hòn đảo mới có thể tồn tại đến nay. Tần Tang cảm ứng một phen, xác định đại trận hộ đảo vẫn còn, nhưng động phủ bên trong có còn hay không thì chưa biết. Bởi vì biết được hòn đảo này không chỉ có mỗi hoàng tộc Ti U U, cảm nhận được trận lực biến hóa, Tần Tang âm thầm suy tính, đột nhiên bước ra một bước, đáp xuống một tảng đá đen bên bờ, vút, một luồng âm phong ập tới, cảnh vật trước mắt đột biến. Vẫn là hòn đảo đó, nhưng tảng đá đen dưới chân Tần Tang đã không còn, hắn bất chi bất giác bị chuyển rời đến nơi khác. Đại trận hộ đảo là một tòa mê cung, mục tiêu nhìn như gần trong gang tấc nhưng thực tế lại xa tận chân trời. Tu sĩ nếu như không tinh thông trận pháp, tùy tiện xâm nhập rất có thể sẽ bị vây chết tại đây. Tuy nhiên, trận pháp này đã bị hắn nhìn thấu, Tần Tang không lựa chọn phá trận là vì cân nhắc trên đảo có thể còn có người khác. Loại trận mê cung này, bước sai một bước sẽ uổng phí công sức. Thần sắc Tần Tang thản nhiên, mặc cho cảnh vật xung quanh biến ảo thế nào, trong lòng không hề dao động, chậm rãi tiến về phía trước. Dần dần, Tần Tang thấy xung quanh dâng lên màn sương mù dày đặc, cảnh tượng mờ ảo. Phá trận càng thêm khó khăn, hắn thỉnh thoảng dừng lại, suy tính trận pháp, nếu tốc độ phá trận càng lúc càng nhanh. Đột nhiên Tần Tang khựng lại, như cảm nhận được điều gì, nhíu mày nhìn về phía trước. Phía trước là sương mù dày đặc, không nhìn rõ cảnh tượng, nhưng Tần Tang cảm giác được nơi đó có một luồng khí tức khác thường, tựa như là một tu sĩ khác. Nay khi hắn dừng lại, luồng khí tức kia cũng ngừng lại, xác nhận suy đoán của hắn, hai bên đều không nhìn thấy đối phương. Tần Tang âm thầm vận chuyển thần thông thiên mục, nhưng chỉ nhìn thấy trong màn sương mù là vài ngọn núi. Không phải thần thông thiên mục mất hiệu lực, mà là đối phương không ở ngay trước mặt hắn, có khả năng ở một nơi khác trên đảo, bởi vì mê cung trận mà khí tức của hai người bị kéo đến cùng một chỗ. Hai bên giằng co, Tần Tang bất động thanh sắc, tỏ ra vô cùng kiên nhẫn, âm thầm suy đoán vị trí của đối phương. Một lát sau, đối phương không nhịn được nữa,
một luồng uy áp bộc phát, đánh về phía Tần Tang. Tần Tang hừ lạnh một tiếng, lập tức triển khai uy áp nghênh đòn đối phương. Hai luồng uy áp va chạm, bất phân thắng bại, Tần Tang khí thế hùng hổ bước về phía trước, bộc phát ra uy áp càng mạnh hơn. Đối phương cũng không tỏ ra yếu thế, nhưng rõ ràng có chút do dự, có lẽ là vì Tần Tang quá mức cường thế khiến y lo lắng. Sau một lúc giằng co, khí tức đối phương bỗng nhiên thu liễm, uy áp nhanh chóng rút đi, vượn hòn đảo chấn động. Tần Tang ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong màn sương dày đặc lóe lên một đạo lam quang, chớp mắt đã biến mất trên không trung. Điều này khiến Tần Tang có chút bất ngờ, đối phương lại lựa chọn bỏ đi, có phần quá cẩn thận. Nhưng nghĩ kỹ lại, có lẽ y đã dò xét trên đảo một lần, đang muốn rời đi, thì gặp phải hắn. Lam quang kia di chuyển quá nhanh, Tần Tang không nhìn rõ đối phương là ai, cũng không có ý định đuổi theo, nên thu hồi y áp, tiếp tục đi về phía sâu trong đại trận. Ngoài đảo, một đạo lam quang bắn ra, hiện ra thân ảnh một người trong màn sương. Người này có thân hình cao lớn, tứ chi dài hơn người thường, hai tay có bốn ngón tay, giữa các ngón tay được nối liền bởi một lớp màng. Y bay ra khỏi đảo, quay đầu nhìn về phía hòn đảo, ánh mắt lóe sáng như đang suy tính điều gì. Một lát sau, người này khẽ lắc đầu, tế lên độn quang, phá không rời đi, một trận phong ba được hóa giải trong vô hình. Tần Tang không biết biểu hiện của người này, nhưng cũng không buông lòng cảnh giác, tham gia thí luyện thường là kết bạn đến, như hắn đơn độc một mình, chỉ là số ít. Hiện tại chỉ mới phát hiện một người, hắn không thể lơ là. Cuối cùng, Tần Tang cũng xuyên qua đại trận hộ đảo, tiến vào trong đảo. Lúc này, trời đã sáng rõ, trên đảo không còn u ám, ánh sáng chan hòa, chim hót hoa nở. Nơi đây không có hung thú, cũng giống như thế giới bên ngoài, là nơi sinh sống của rất nhiều loài chim thú, sinh cơ bừng bừng. Hòn đảo này rất rộng lớn, đậu phủ cất giấu Nguyễn Thiểm Châu chỉ nằm ở một góc, những nơi khác trên đảo cũng có những di phủ bí cảnh tương tự. Tuy nhiên, theo như lời Ti U Hoàng, sau khi đại trận hộ đảo bị phá giải, hòn đảo này đã hấp dẫn rất nhiều tu sĩ, bí cảnh di phủ trên đảo gần như đã bị lục soát. Hắn không lập tức đi đến động phủ kia, mà lượn quanh đảo tìm kiếm, một mặt đề phòng đồng bạn của người nọ, mặt khác cũng muốn tìm kiếm dấu vết chứng minh phán đoán của mình. Gặp được di phủ bí cảnh khác, hắn cũng tiến vào dò xét, quả nhiên như lời Ti U Hoàng, bên trong trống rỗng, chỉ còn lại đình đài lầu các hoang phế, ngay cả đồ trang trí cũng bị người ta lấy đi. Sau một hồi tìm kiếm, Tần Tang xác định trên đảo không còn ai khác, nên bay thẳng đến động phủ kia. Ầm ầm ầm, trên không trung xuất hiện một dải lụa trắng, tiếng nước chảy ầm ầm. Tần Tang bay đến đỉnh thác nước, nhìn thấy một rừng thông, hắn bấm tay bắn ra mấy đạo linh quang vào rừng cây, một tòa pháp trận trong nháy mắt hình thành, ngăn cách bên trong và bên ngoài. Hắn đáp xuống đất, đi sâu vào rừng cây, phía trước bỗng nhiên rộng mở, hiện ra một túp lều tranh đá cũ kỹ, siêu vẹo, có vẻ như sắp đổ, nhưng vẫn kiên cường đứng vững cho đến ngày nay. Thấy nơi đây không bị phá hoại, Tần Tang âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tiến lên một bước, nhẹ nhàng đẩy ra cánh cửa gỗ, đập vào mắt là một cái bàn thờ dài, nói đúng hơn là một cái bệ đá. Tần Tang đảo mắt, dừng lại ở phía bên trái bệ đá. Bệ đá chính là nơi trưng bày Huyễn Thiểm Châu cùng những vật khác, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, trên mặt còn lưu lại dấu vết. Tần Tang liếc mắt một cái là nhìn thấy một vết lõm hình vuông, rõ ràng là nơi đặt kim sách kia. Đứng trong lều tranh, Tần Tang không cảm nhận được bất kỳ trận pháp nào, nhưng khi nhìn thấy dấu vết của kim sách kia, hắn bỗng nhiên có một cảm giác thôi thúc muốn đặt kim sách về vị trí cũ. Thần sắc, hắn khẽ động, không vội vàng hành động mà xoay người đi ra khỏi lều tranh, đứng trước cửa, ngước nhìn lên bầu trời. Đợi hồi lâu, không thấy người nọ quay lại, Tần Tang mới trở vào trong, lấy kim sách ra, nhẹ nhàng đặt vào vết lõm, bỗng nhiên cảm giác kim sách khẽ rung lên. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.top, chương 3379, Lôi Tướng. Kim sách vừa rung động, Tần Tang lập tức nhận ra có điều dị thường. Hắn chưa kịp phản ứng, luồng rung động kia đã nhanh chóng lan tỏa ra ngoài, cho đến tận bên ngoài nhà tranh. Tần Tang âm thầm cảnh giác, thần thức tản ra dò xét, trong mắt lóe lên tinh quang. Quả nhiên có một tòa trận pháp ẩn giấu ở đây. Đúng như hắn đoán, một tòa linh trận ẩn giấu đã được kim sách dẫn động, hiện ra trước mắt. Tần Tang vừa động tâm niệm, tòa trận pháp hắn bố trí trước đó liền được kích hoạt, hóa thành một bình chướng vô hình vô chất, bao phủ cả ngọn núi, ngăn chặn linh lực từ nơi đây lan ra ngoài. Đứng bên ngoài ngọn núi, trừ phi có cảm nhận cực kỳ nhạy bén hoặc thi triển thần thông dò xét, nếu không thì sẽ không thể nào phát hiện ra dị biến ở nơi này trong nhà tranh. Tần Tang đứng trước bệ đá, hai mắt khép hờ, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, thời khắc này,
Hắn có thể cảm nhận được linh lực của tòa linh trận, nhưng lại không thể nào nhìn ra được lai lịch của nó. Nếu hắn ra tay phá trận lúc này, hắn có cảm giác như mình sẽ đánh vào khoảng không. Cũng bởi vì nguyên nhân này, tòa linh trận trước mắt không thể hiện ra uy hiếp, cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào gây bất lợi cho hắn. Suy đoán theo lẽ thường, nhà tranh này chính là trung tâm của linh trận. Tần Tang cẩn thận cảm ứng, luôn có cảm giác linh trận này giống như đang thiếu hụt thứ gì đó. Hắn nhìn về phía kim sách, chỉ thấy nó tự động lật mở, phù văn trên đó tỏa ra kim quang chói mắt, càng lúc càng rực rỡ, nồng đậm như nước. Dần dần, kim sách dường như tan chảy, từng dòng phù văn màu vàng hiện ra, bay lượn trước mặt Tần Tang. Vô số phù văn màu vàng chuyển động trước mắt, khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Tần Tang quan sát một lát, phát hiện những phù văn này không hề dung nhập vào linh trận, trong lòng khẽ động, đưa tay phải ra, vụ. Phù văn màu vàng xoay tròn bay về phía lòng bàn tay hắn. Trong nháy mắt, kim quang thu lại, ngưng tụ trong tay Tần Tang, hóa thành một ấn ký màu vàng kim, in dấu trên lòng bàn tay. Ấn ký được tạo thành từ vô số phù văn và đường vân phức tạp. Tần Tang nhìn kỹ một lúc, cũng không tìm ra manh mối nào, nhưng lại có thể cảm nhận được mối liên hệ giữa ấn ký và linh trận. Ấn ký này chính là thứ mà linh trận đang thiếu hụt. Tần Tang thử thúc giục ấn ký, lập tức cảm thấy linh trận có biến hóa. Cảnh vật xung quanh trở nên mơ hồ, mọi thứ như đang vặn vẹo. Nhà tranh, bệ đá, tất cả đều giống như ảo ảnh, có thể tùy ý vỡ vụn, tổ hợp lại. Nhưng Tần Tang lại vô cùng chắc chắn rằng chúng đều là thật. Biến hóa này là do bản thân hắn, do linh trận ảnh hưởng. Dần dần, Tần Tang cảm thấy bản thân bị một luồng linh lực bao phủ, trong đó ẩn chứa một luồng hấp lực, muốn kéo hắn vào cõi hư vô. Điều này khiến cho Tần Tang có chút do dự, không biết bị kéo vào đó là phúc hay họa. Phía trước có thể là một kho báu, cũng có thể là nguy hiểm đang chờ đợi. Hắn gọi Thiên Mục Điệp, cùng nhau thi triển thần thông Thiên Mục, nhìn chằm chằm vào trung tâm linh lực, cố gắng xuyên qua ảo ảnh, nhìn rõ bản chất. Một người một trùng dốc hết sức lực, nhưng trong tầm mắt, chỉ có một màu trắng bạc chói mắt, hẳn là lôi điện. Mặc dù không nhìn rõ phía trước là nơi nào, nhưng nếu đã là nơi đầy dãy lôi điện, thì nỗi lo lắng trong lòng Tần Tang cũng vơi đi phần nào. Hắn vốn mang truyền thừa của Ngũ Lôi Viện, tự nhận về lôi đình cũng có chút tạo nghệ. Nghĩ vậy, Tần Tang không chần chừ nữa, từ bỏ chống cự, để mặc bản thân bị cỗ lực lượng kia hút vào. Trong nháy mắt, thân ảnh Tần Tang biến mất khỏi nhà tranh. Nhà tranh khôi phục lại như cũ, linh lực tiêu tán vô tung vô ảnh, như chưa từng xuất hiện. Trên bệ đá trống rỗng, kim sách cũng không còn. Xoẹt, xoẹt, âm, âm, âm. Tần Tang vừa bị đưa vào trong đó, đã nghe thấy tiếng sấm sét đinh tai nhức óc. Cảnh tượng trước mắt dần hiện rõ. Dầm, hai chân Tần Tang dẫm trên mặt đất, kinh ngạc nhìn về phía trước. Nơi đây mây đen dày đặc che kín bầu trời, không một tia hở lọt qua. Giữa tầng mây đen kịt, vô số tia chớp, điện xà lôi mãng ẩn hiện, dương nanh múa vuốt, hung hãn vô cùng. Tia chớp dường như không ngừng nghỉ, chiếu sáng cả vùng đất, lóe sáng trong chớp nhoáng. Tần Tang nhìn thấy trước mặt là một tòa cự điện rộng lớn, cao vút giữa trời, đỉnh điện như muốn chạm tới tầng mây, vô số tia chớp đang vờn quanh. Cự điện này như một tòa lôi điện, tầng tầng lớp lớp, khí thế bàng bạc, vô số tia chớp đánh xuống nhưng lại không thể nào làm tổn hại đến nó mảy may. Nơi này tuyệt đối không phải hòn đảo lúc trước, Tần Tang cũng không rõ mình bị đưa tới đâu. Hắn đưa tay sờ lên ấn ký trên lòng bàn tay, cảm nhận luồng lực lượng trong đó, xác nhận chỉ cần thúc giục ấn ký là có thể rời khỏi nơi này. Lúc này mới yên tâm, tập trung dò xét bốn phía. Mây đen che phủ bầu trời, bao trùm khắp nơi, mặt đất là đá đen trải dài, trống trơn, chỉ có duy nhất tòa lôi điện kia. Lôi điện không chỉ có đại điện mà còn có cung điện trùng điệp, tường cao ngăn cách bên trong và bên ngoài. Cửa lớn nằm ở chính giữa, đối diện với hắn, đỉnh mái sơn son thép vàng, cửa cung đóng chặt. Lôi điện thần dị bất phàm, người thường cũng nhìn ra được nơi đây không hề đơn giản, có thể ẩn chứa cơ duyên, nhưng muốn tiến vào lôi điện không phải chuyện dễ dàng. Nơi đó rõ ràng có cấm chế, tỏa ra dao động mãnh liệt. Tần Tang đảo mắt nhìn cửa son, xông vào khác nào tự chuốc lấy khổ. Đi từ cửa chính mới là chính đạo, lôi đình không ngừng đánh xuống, bên trong cung điện lại âm u, đầy tử khí, không giống như có người ở. Thân ảnh Tần Tang lóe lên, bay về phía cửa cung, vừa mới tới gần, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đột ngột dừng lại. Xoẹt, một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước cửa cung, hóa thành một bóng người cao lớn. Người này thân thể khôi ngô, cao khoảng 6 trượng, gần bằng với cửa cung, trên người ngân quang lóng lánh, mặc một bộ ngân giáp. Nhìn kỹ thì thấy đều là do lôi đình ngưng tụ mà thành, càng toát lên vẻ uy vũ. Đôi mắt to như trung đồng, ánh mắt sắc bén như lôi điện, uy thế bức người, đứng chắn trước cửa cung như một vị thần tướng lôi đình. Trước mặt lôi tướng, trông Tần Tang vô cùng nhỏ bé.
Nó cúi đầu nhìn Tần Tang, trong mắt hung quang đại thịnh, quát lớn, kẻ nào dám xông vào đây. Tiếng quát vừa dứt, lôi đình hội tụ trong tay lôi tướng, trong nháy mắt hóa thành một cây lôi thương dài hơn 10 trượng, năm ngón tay, lôi tướng nắm chặt, nện mạnh xuống đất, mặt đất ầm ầm rung chuyển, ánh mắt Tần Tang ngưng tụ, không hành động thiếu suy nghĩ, chắp tay nói, bần đạo có được một tín vật, mới vào được nơi đây, không rõ nội tình, xin hỏi thần tướng, đây là nơi nào? Nói xong, chờ đợi một lát, lại không nhận được câu trả lời. Tần Tang nhíu mày, ngẩng đầu đánh giá lôi tướng, chỉ thấy nó đứng im như tượng, tay cầm lôi thương, nhìn chằm chằm vào hắn, không hề nhúc nhích. Ánh mắt lôi tướng tràn đầy phẫn nộ như thật, nhưng Tần Tang lại không cảm nhận được sinh cơ trên người nó, thì ra là một vật chết. Tần Tang nhìn xuyên qua khe hở hai chân lôi tướng, nhìn vào bên trong cổng vòm thẩm mỹ, thấy lôi tướng không nhúc nhích, Tần Tang thử thăm dò bước lên một bước, xoẹt, mũi thương lóe lên lôi quang, bắn ra một tia chớp màu bạc đánh về phía Tần Tang. Tần Tang sớm có phòng bị, lập tức lùi lại, tia chớp đánh xuống bên chân hắn. Lôi tướng khẽ động, nhưng không tiếp tục công kích, một kích vừa rồi chỉ là cảnh cáo, nếu kẻ xâm nhập tiếp tục tiến lên, nó mới thực sự ra tay. Mặt đất rung chuyển, nhưng lại không hề hấn gì, chỉ lưu lại một dấu trắng, sau đó dần dần khôi phục như cũ, sắc mặt Tần Tang càng thêm ngưng trọng. Một kích vừa rồi đã có uy lực tương đương với luyện hư hậu kỳ, nếu thực lực không đủ, lúc này nên thức thời lui ra, ngay cả cửa ải lôi tướng này cũng không qua nổi. May mắn là Tần Tang không phải luyện hư trung kỳ bình thường, cũng không hề hoảng hốt, tình hình đã rõ ràng, muốn đi vào trong cung điện, phải đánh bại lôi tướng, hơn nữa, phía sau chắc chắn còn khảo nghiệm gian nan hơn. Thánh địa là do dị tộc nhân kiến tạo, dùng để tuyển chọn hậu bối, quy luật nguy hiểm càng lớn, lợi ích càng lớn thường luôn đúng. Trận chiến này không thể tránh khỏi, sau lưng Tần Tang lóe lên thanh quang, phượng dực hiện ra, nhẹ nhàng vỗ một cái, bay lên không trung. Tần Tang và lôi tướng bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt chạm nhau. Tần Tang âm thầm thúc giục lục đàn, dẫn động lôi phù tam giai thái ất, lôi cương phù. Năm đó vì giúp thái ất lột xác, hắn đã sớm nghiên cứu kỹ lưỡng lá phù này, cũng hình thành một đạo ấn ký thần phù, lưu trữ trong lục đan. Lúc này dẫn động ấn ký thần phù, có thể ngưng tụ phù văn từ hư không, không cần bất kỳ vật nào làm vật dẫn, cũng không cần phù bút, có thể xem lá lôi phù này như một loại lôi pháp mà hắn nắm giữ. Không ngờ, Tần Tang vừa mới quyết định ra tay, lôi tướng đã trừng mắt gầm lên giận dữ, giơ cao lôi thương, mũi thương chỉ thẳng vào Tần Tang. Xem ra không cần đến gần lôi tướng mới bị công kích, chỉ cần kẻ xâm nhập lộ ra địch ý, nó sẽ lập tức ra tay. Tần Tang vừa lóe lên ý nghĩ này, trong lòng đã dâng lên cảnh báo, chỉ thấy mũi thương lóe lên lôi quang, lôi thương như rồng, lôi tướng trong nháy mắt hóa thành một tia chớp màu bạc, lao tới bằng tốc độ cực nhanh. Hắn dốc toàn lực thúc giục ấn ký, thái ất lôi cương phù trong nháy mắt thành hình, hóa thành một vòng sáng trên đỉnh đầu, vòng sáng tỏa ra ánh sáng chói lọi, vô số lôi đỉnh tuôn ra, va chạm với mây đen, đất trời như sôi trào. Lúc này, không phân biệt nổi đâu là lôi điện vốn có của nơi này, đâu là do Tần Tang điều khiển. Lôi đỉnh hóa thành 8 con lôi long, ngẩng đầu giống lên, lắc đầu vẫy đuôi, lao về phía đối thủ. Sau một khắc, 8 con lôi long va chạm với tia chớp màu bạc, tạo nên thanh thế kinh thiên động địa. Ngay cả lôi điện trong mây đen cũng như ngưng trệ lại một lát. Tần Tang lách mình né tránh, tiếp theo sắc mặt hơi đổi, cảm nhận được một tia dị thường. Nơi va chạm xuất hiện một lôi cầu khổng lồ, tràn ngập lôi đỉnh cuồng bạo, trong đó một nửa là do Tần Tang điều khiển, nhưng hắn lại phát hiện những lôi đỉnh này đang dần thoát khỏi sự khống chế của mình. Hắn nhìn chằm chằm vào trung tâm lôi cầu, chỉ thấy lôi tướng bị lôi đỉnh bao phủ, khí thế không giảm mà còn tăng, những tia chớp đánh vào người nó và lôi thương, vậy mà lại bị thôn phệ. Tần Tang thi triển lôi phù, không những không giết được đối thủ, ngược lại còn trở thành sức mạnh của đối thủ. Chỉ cần chờ đối phương được một chút thời gian, lôi cầu bị lôi thương xé rách, lôi tướng gầm lên giận dữ, lao ra. Tần Tang cảm nhận được một luồng khí tức sắc bén khóa chặt mi tâm mình, uy thế ngập trời. Hắn bình tĩnh thi triển lôi độn thuật, thần hóa lôi điện, bay ngược về sau bằng tốc độ cực nhanh. Nhưng uy hiếp sau lưng vẫn không hề biến mất. Lôi tướng truy đuổi không bỏ, mặc dù tốc độ không bằng hắn, nhưng cũng đủ khiến người ta kinh hãi. Lúc này, Tần Tang có thể mượn ấn ký rời khỏi nơi đây. Lôi tướng chắc chắn không đuổi theo được. Có điều, khi ấn ký được thúc giục, đến lúc rời đi cần một khoảng thời gian. Dù thời gian này cực kỳ ngắn ngủi, Nhưng trong giao tranh giữa cao thủ đã đủ để phân định sống chết. Nếu là người khác, không biết tự lượng sức mình, trêu chọc lôi tướng, rất có thể sẽ bỏ mạng ở đây. Mỗi lần thánh địa mở ra,
những tu sĩ dị tộc vì vậy mà bỏ mạng không phải là ít. Nhưng Tần Tang sẽ không chạy trốn, thực lực lôi tướng tuy mạnh nhưng vẫn chưa đủ để uy hiếp hắn. Tâm niệm vừa động, lôi đình lại lần nữa hiển hiện, thái ất lôi cương phù dễ dàng bị phá. Nhưng Tần Tang lại thi chuyển ra một loại lôi pháp khác, ngũ lôi thiên tâm chính ấn vừa xuất hiện, uy thế kinh thiên, thái ất lôi cương phù không thể so sánh nổi. Hơn nữa lôi ấn được ngưng tụ từ chân lôi thanh loan, âm, âm, thanh lôi đánh xuống, không hề né tránh, nắm thẳng vào lôi tướng. Lôi tướng cảm nhận được uy hiếp, giơ cao lôi thương, đột nhiên đâm về phía thanh lôi, ngân quang chói mắt. Một đạo lôi đỉnh thô to bắn ra khỏi lôi thương, âm, thanh lôi và ngân lôi va chạm, ngân lôi va chạm, sau đó sụp đổ liên tiếp. Lôi thương trong tay lôi tướng rung lên, không biết thi triển loại lôi pháp nào, trong nháy mắt hóa thành vô số thương ảnh, tràn ngập lôi đỉnh. Tiếp theo, thương ảnh liên tục sụp đổ trước thanh lôi, chiến trường bị bao phủ bởi thanh quang và ngân quang. Tần Tang nhìn chằm chằm vào chiến trường, hắn muốn nhân cơ hội này kiểm chứng một số điều. Quả nhiên một lát sau đã có phát hiện, lôi tướng vẫn muốn thôn vệ ngũ lôi thiên tâm chính ấn, nhưng lại không dễ dàng như lúc trước. Một lát sau, chỉ nghe thấy một tiếng gầm giận dữ, lôi tướng vội vàng lùi lại. Mặc dù nó có năng lực giảm bớt uy lực của lôi đỉnh, nhưng lúc này trông cũng vô cùng chật vật, lôi thương trong tay xuất hiện vết rạn. Như vậy có thể thấy, năng lực thôn phệ lôi đỉnh của lôi tướng là có hạn, không thì một tên lôi tu chỉ biết lôi táp, chẳng phải sẽ bó tay với nó sao? Hơn nữa, Tần Tang cho rằng, cách phá giải năng lực của lôi tướng không chỉ có một, lôi tu chân chính, chỉ cần tạo nghệ về lôi đỉnh đầy đủ sâu, có lẽ sẽ tìm ra cách khắc chế khác. Nhưng Tần Tang không cần phải phiền phức như vậy, cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian trên người lôi tướng. Lôi pháp chỉ là một trong số rất nhiều thứ mà hắn học được. Kiểm chứng xong suy đoán của mình, Tần Tang phát hiện lôi thương trong tay lôi tướng đang dần dần khôi phục. Lúc này, không do dự nữa, tay áo vung lên, kiếm quang bắn ra. Hôi oanh kiếm lóe lên, kiếm ảnh như ẩn như hiện, xung quanh đột nhiên chìm vào mông lung, lôi đỉnh biến mất, hóa thành một biển sao vô tận. Lôi tướng bị kiếm tình bao vây, tứ phía đều là địch, nhưng hung uy không giảm, giơ cao lôi thương đánh về phía kiếm tinh gần nhất. Nếu như là trước kia, lôi tướng tùy ý công kích, có lẽ thật sự có thể phá vỡ kiếm trận. Nhưng hiện tại, Tần Tang đã lĩnh ngộ được Đông Phương Thanh Long kiếm trận, uy lực không thể so sánh với lúc trước, chỉ tiếc Chu Tước không có ở đây. Tinh vực phương Nam không còn rực rỡ như trước, veo veo, 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 từng ngôi sao rời khỏi vị trí, hóa thành sao băng, đánh về phía lôi tướng. Lôi tướng vung vẩy lôi thương, bá đạo vô song, từng ngôi sao bị mũi thương đánh bay, nổ tung, nhưng ngay sau đó lại có càng nhiều sao băng lao tới. Sau một hồi công kích, Tần Tang đã nắm rõ nội tình của lôi tướng, nó tuy có thực lực tương đương luyện hư hậu kỳ, nhưng chỉ là bề ngoài. Luyện hư hậu kỳ chân chính, có trí tuệ thì sẽ rất cường đại, thần thông biến hóa khôn lường, còn lôi tướng chỉ biết liều mạng công kích, kiếm quyết đột nhiên biến đổi. Ba tinh hải lệch vị trí, tinh quang trùng điệp, Tần Tang thấy thời cơ đã chín muồi, rốt cục thi triển ra sát chiêu, giống ngâm hồ gầm, phượng hót vang trời. Ba đạo tinh sát ngưng tụ, xoay quanh trên đỉnh đầu lôi tướng, sau đó ba con thần thú hợp nhất, lao xuống, ầm, lôi thương gãy đôi, lôi tướng gầm lên giận dữ, liều mạng chống cự trong chốc lát. Cuối cùng vẫn bị chém thành hai đoạn. Hôi oanh kiếm bay vào tay áo Tần Tang. Tần Tang nhìn lôi tướng ngã xuống đất, thấy một tia chớp bay lên không trung, chui vào trong mây đen. Một viên lôi tinh ở lại, bay về phía hắn. Chương 3380. Cao thủ tiêu nghiêu tộc. Tần Tang cầm lấy lôi tinh, thấy nó chỉ lớn chừng ngón cái, bên trong tinh khiết trong suốt. Chưa kịp quan sát kỹ, lôi tinh bỗng nhiên tan ra trong tay hắn, dung nhập vào ấn ký nơi lòng bàn tay. Ấn ký trở nên phức tạp hơn, tỏa ra hào quang sáng hơn, linh quang càng thêm thuần túy. Tần Tang chăm chú nhìn một lát, không nhìn ra nguyên cớ, thấy ấn ký không còn biến hóa, hắn nhíu mày, lách mình đáp xuống trước cửa cung. Sơn son trên cửa cung vẫn còn tươi mới, cửa cung không khóa, nhưng có cấm chế phong tỏa. Lôi tướng đã bị Tần Tang tiêu diệt, nhưng cấm chế trên cửa cung vẫn chưa tiêu tán. Hắn giơ tay phải lên, hướng ấn ký nơi lòng bàn tay về phía cửa cung. Bàn tay vừa chạm vào cửa cung lập tức xuất hiện biến hóa. Một đạo lưu quang lướt qua mặt ngoài cửa cung, cấm chế tan ra như băng tuyết, cuối cùng triệt để tiêu tán. Tần Tang nhẹ nhàng đẩy, cánh cửa chậm rãi mở ra, lộ ra một khe hở. Qua khe hở, Tần Tang thấy phía sau cửa cung là một khoảng đất trống trải, giống hệt ngoại giới. Nơi này có ba tòa đại điện, dưới ánh sáng của lôi quang lộ ra vẻ cổ xưa, lần lượt là chính điện đối diện cửa cung và hai tòa thiên điện ở trái phải. Ngoài ra không còn cánh cửa nào khác.
Có lẽ phải mở được chính điện mới có thể tiến vào tầng cung khuyết tiếp theo. Tần Tang đẩy cửa cung, quan sát một lát, bước một chân qua ngưỡng cửa, thần sắc bỗng nhiên khẽ động, giơ tay phải lên. Giây phút hắn bước qua ngưỡng cửa, ấn ký trên tay phải như bị phong ấn, không thể thông qua ấn ký rời khỏi nơi này. Khi Tần Tang lui về, ấn ký lại trở về hình dạng ban đầu. Xem ra, sau khi tiến vào cung khuyết, chỉ có thể dựa vào thực lực của bản thân, gặp nguy hiểm cũng không thể mượn nhờ ấn ký thoát thân. Không chỉ như thế, sau khi Tần Tang bước vào cung khuyết, lực lượng lôi đỉnh trong mây cũng xuất hiện dị biến. Hắn đứng trước cửa cung, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cảm giác được có ba luồng lực lượng lôi đỉnh đang ngọ nguậy như muốn giáng xuống bất cứ lúc nào. Tình hình lúc này gần giống với lúc lôi tướng hiện thân, nhưng tiếp theo xuất hiện có thể không chỉ một lôi tướng, mà là ba tôn lôi tướng có thể so với luyện hư hậu kỳ. Cho dù đều là tử vật, Tần Tang cũng không dám xem thường. Hơn nữa, hắn phát hiện trên quảng trường trước cổ điện còn ẩn giấu một tòa trận pháp, lực lượng linh trận ẩn ẩn liên kết với lôi đỉnh trên không trung. Một khi bước vào quảng trường, kích hoạt linh trận, chọc giận ba tôn lôi tướng, không ai dám chắc có thể toàn mạng rời khỏi. Tần Tang không ngờ độ khó lại tăng lên đến mức này, không khỏi do dự. Chỉ là ba tôn lôi tướng, nếu cẩn thận ứng phó, hắn còn có hy vọng đánh tan từng tên một. Chỉ sợ ba tôn lôi tướng dưới sự gia trì của linh trận sẽ sở hữu thần thông hợp kích, vậy thì không phải là chuyện tăng cường thực lực đơn giản như vậy. Nếu linh trận là để vây khốn, dưới sự quấy rối của ba tôn lôi tướng, độ khó phá trận cũng trở nên cực cao. Cho dù mang dần chắc đến, Tần Tang cũng do dự, hiện tại càng không nắm chắc được bao nhiêu phần, không thể thông qua ấn ký rời đi. Một khi bị vây ở chỗ này, trong thời gian ngắn khó mà thoát thân. Tần Tang không bị cơ duyên làm cho mê muội, dần dần nảy sinh ý rút lui. So với cơ duyên vô định, thì hội hợp với Lưu Ly, khôi phục Đại Dư Tiên Sơn quan trọng hơn. Hơn nữa chỉ có hắn biết cách tiến vào nơi này, không cần lo lắng bị người khác nhanh chân đến trước. Mấy người bọn hắn hoàn thành chuyện quan trọng hơn, sau đó quay lại từ từ tìm hiểu nơi này cũng không muộn. Cửa thứ nhất của cung khuyết đã khó khăn như vậy, muốn tiến vào tòa lôi điện kia, e rằng phải mời thêm vài trợ thủ mới được. Đang lúc Tần Tang trầm ngâm suy nghĩ, cánh mũi bỗng nhiên động đậy, trong mắt lóe lên có độc. Hắn cảm nhận được độc tố ở nơi này, chẳng biết từ lúc nào một tia khí độc đã phiêu đãng đến. Hơn nữa, tia độc tố này không hề đơn giản. Tần Tang thử hít vào một chút, chỉ cảm thấy chân nguyên trong cơ thể ẩn ẩn xuất hiện dị động. Tần Tang lập tức vận chuyển chân nguyên, ngăn cách trong ngoài, đột nhiên xoay người, ánh mắt đảo qua bốn phía, sau đó nhìn lên không trung, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Hắn phát hiện, độc tố quả nhiên là từ trong mây bay xuống, đến từ bên ngoài mảnh không gian này. Nơi này là đâu, bên ngoài lôi vân là cái gì? Tần Tang vẫn luôn có loại nghi hoặc này, nhưng còn chưa kịp thăm dò rõ ràng, hiện tại cảm nhận được độc tố, có thể xác định nơi này không phải tồn tại độc lập, bên ngoài vẫn nối liền với địa phương khác. Loại độc này lợi hại như thế, có thể thấy được bên ngoài cũng không an toàn. Tuy Tần Tang đã mất đi độc châu, nhưng từng tu luyện độc thần điển tự có phương pháp ứng phó. Cuối cùng, Tần Tang thu chân về, lui ra ngoài, vỗ lôi rực, chậm rãi bay lên không trung, giang giác cơ giạc, thiểm điện chớp lóe. Tần Tang xuyên thẳng qua khe hở giữa những tia sét, thân ảnh chui vào mây đen, không ngừng bay lên, không gặp phải trở ngại quá lớn, chỉ cảm thấy bản thân xuyên qua một tầng bình chướng vô hình, cuối cùng xông ra khỏi biển mây. Trong nháy mắt, tiếng sấm biến mất, xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, hiện ra trước mặt hắn là một vùng không gian tối đen vô tận, xung quanh không có gì cả. Tần Tang quay đầu nhìn lại, mây đen và lôi điện lúc nãy đã không còn nhìn thấy, cũng không có chút dao động nào, nhưng có thể cảm ứng được thông qua ấn ký lòng bàn tay. Tuy nhiên, Thiên Mục Điệp lại nhìn thấy có chút khác biệt so với Tần Tang. Hư không cũng không phải là một màu đen kịt, mà có một vệt khí tức màu hồng phấn cực kỳ nhạt, khí tức quá nhạt chỉ có Thiên Mục Điệp mới có thể nhìn thấy. Tần Tang vận chuyển các loại thần thông linh mục khác cũng không thể nhìn thấy. Tuy nhiên, không nhìn thấy không có nghĩa là không thể phát hiện. Chính vệt khí tức độc tố này là thứ mà Tần Tang cảm ứng được. Tần Tang tập trung tinh thần cảm nhận, phát hiện độc tố màu hồng phấn này bay tới từ nơi khác. Trầm ngâm một lát, hắn bay về phía nguồn gốc độc tố. Bay một hồi lâu, vẫn chưa nhìn thấy nguồn gốc, độc tố càng ngày càng nồng nặc, nhưng vẫn rất nhạt. Tần Tang vận dụng chân nguyên là có thể ngăn cách, còn chưa cần thi triển bí thuật trong độc thần điển. Nơi này quá mức trống trải, không có gì để tham chiếu, rất dễ lạc đường. Tần Tang luôn chú ý tới ấn ký nơi lòng bàn tay, phát hiện ấn ký quả thật đang yếu đi, nhưng biên độ rất nhỏ, tạm thời không cần lo lắng. Điều Tần Tang không ngờ tới là,
Nơi này còn rộng lớn hơn dự đoán, bay một hồi lâu, vẫn chưa đến biên giới, vẫn là khung cảnh vô tận. Đang lúc Tần Tang âm thầm nhíu mày, đột nhiên cảm nhận được một loại dao động khác thường truyền đến từ đằng xa. Loại dao động này giống như là cấm chế nào đó bị phá vỡ, ánh mắt Tần Tang sáng lên, lập tức bay về phía dao động. Đồng thời, hắn để Thiên Mục Điệp thi triển thần thông Thiên Mục, nhìn về phía xa, mơ hồ nhìn thấy một luồng hoàng quang trong bóng tối. Bên trong hoàng quang lơ lửng một cây mộc trượng dài khoảng 7 thước, đỉnh trượng được điêu khắc đầu rồng, sống động như thật. Điều khiến người ta bất ngờ là trên mộc trượng lại có một người. Người này có vóc người nhỏ bé, chỉ lớn chừng ngón cái, đang chật vật ôm lấy đầu rồng của trượng, nhìn về phía trước, vẻ mặt đầy tức giận. Bên cạnh hoàng quang có một mảng lam quang, dập dờn như sóng nước, nước lên từng đợt sóng dữ, xen lẫn những mảnh vỡ của cấm chế, dao động mà Tần Tang cảm nhận được, chính là phát ra từ nơi này. Nhìn thấy tiểu nhân này, Tần Tang lập tức nhận ra, chính là một cao thủ Tiêu Nghiêu tộc. Các bạn vừa nghe xong tập 338 của bộ truyện Khấu Vấn Tiên Đạo, của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.top. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp, ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.